Nghĩ là 32 năm mới được mặc áo cưới nha. Năm 92 khổ lắm, Dạ. đến lúc mà quyết định là về chung sống với nhau thì không có tiền. Thì Thuận có một bà chị ruột mà mình thương như mẹ vậy đó. Tại vì bà chị nó thương em lắm. Mới nói chị ơi giờ khổ quá mà em muốn cưới. Thì chị nói thôi để ta có biến một cái quán ăn thôi. Cái quán ăn đó đường Nguyễn Cư Trinh đó. Nó Quyền Linh và Thanh Vân xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời. Nghe cái tên thôi, chúng ta cảm giác chúng ta cũng hạnh phúc và cảm giác rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng trong cuộc sống này sẽ có rất là nhiều cuộc hôn nhân tuyệt vời. Hãy đến với chúng tôi, hãy xem chương trình để cảm nhận, để yêu thương, để có thêm nhiều kinh nghiệm để có một cuộc hôn nhân tuyệt vời quý vị nhé. Dạ, từ khi làm chương trình này cùng với anh Quyền Linh thì Thanh Vân cũng học được thêm rất là nhiều những kinh nghiệm và cũng có thêm niềm tin vào tình yêu, có thêm niềm tin vào hôn nhân và gia đình. Và quý vị đừng quên bật TV lên vào lúc 21 giờ 10 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 để cùng đồng hành với hôn nhân tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật chính trong Hôn Nhân Tuyệt Vời. Xin mời. Yeah, xin mời chú ạ. Dạ, xin chào chú. Chào chú ạ. Dạ. Chào Linh. Dạ. Xin chào. Dạ, xin mời chú ngồi ạ. Dạ. Dạ. Ô, hôm nay chỉ có một mình chú hả? Cô cũng ngạc nhiên lắm. Đến trước cả một tiếng hồ, rồi có một bé dắt lên nói chú nằm nghỉ, rồi một tiếng hồ không thấy vợ đâu, không thấy vợ đâu. Ủa? À, dạ đúng rồi. Cặp có gì quan trọng đây? Em đã được dặn kỹ rồi. Vậy đó hả? Dạ, là bây giờ là có một bất ngờ dành cho chú. Nên là hai anh và chú chờ em một chút ạ. Trời đất ơi, dạ. Tôi cũng biết gì luôn. Hôn nhân tuyệt vời, có những cái bí mật rồi sẽ bật mí ha. À, chú có thể giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ? Thôi xưng anh đi. Dạ. Mình có tìm hiểu rồi, mình hơn Linh 2 tuổi. Dạ. À, cho mình Linh xin 71. À, mình sinh 67. 67 thì anh hơn Linh 4 tuổi. 4 tuổi lần hả? Dạ. À, anh tên là Trần Quang Thuận. Lúc nhỏ thì ở quận Nhất, ông bà nội ở quận Nhất, rồi sanh ở quận 3, rồi sau đó lập gia đình thì về sống ở quận Bình Thạnh. À, bây giờ anh vẫn đang sống ở quận Bình Thạnh. Dạ. Anh có bao nhiêu người con rồi? Dạ, có 2 con trai. 2 con trai, lớn chưa anh? Thằng lớn 32, thằng nhỏ 25. Thôi rồi. Mình là nhà đi nhập ngũ vào năm mấy anh? Nhập ngũ tháng 2 85, tôi nhớ kỹ lắm, nhớ từng ngày, 26 tháng 2 85. Được gọi là quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia rồi. À, dạ. Năm đó cũng đỡ ác liệt rồi ha. Cuộc chiến nó có nhiều giai đoạn và cái sự ác liệt của mỗi giai đoạn nó khác nhau. Anh là thuộc binh chủng nào? Tôi ở trinh sát. À, dạ. Trinh sát của sư đoàn 309. 309 là được 2 lần phong anh hùng. Wow. Dạ. Đó là coi như là một trong những cái đơn vị gọi là đầu sóng ngọn gió đó. Dạ. Trinh sát cũng nhiều hiểm nguy nè. Tôi coi đó là niềm tự hào duy nhất cuối đời của tôi thôi. Dạ, cảm ơn anh đã cống hiến một phần cho Tổ quốc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi anh xuất ngũ năm nào, ra quân năm nào? Dạ, 31 tháng 12 88 là được phục viên. Dạ, thì tính theo hệ số, lúc đó tính theo cái hệ số chiến trường hậu phương á, thì hệ số 1.5 là Thuận được quy đổi thành 6 năm. Quyết định phục viên là ghi thời gian tại ngũ là 6 năm. Rồi sau khi phục viên thì anh làm công việc gì anh Thuận? Trời ơi, nói anh không tin đâu. Anh em cứ vòng vòng bảo vệ lái xe thôi, chỉ có hai cái. Dạ. Mà cũng chưa chắc được. Thời gian đầu kể anh không tin đâu, Thuận làm đủ thứ xích lô. Tên 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 tên. Tên 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 tên. Ồ. Ồ. Thì ra cái tên. Dạ, cô dâu. Dạ. Anh có bất ngờ không ạ? Dạ. Anh bất ngờ không biết nói gì luôn đó. Đây là lần đầu tiên giờ tôi được mặc áo cưới này. Ồ. Tại sao vậy anh? Mình sẽ nói chuyện nói sau đi, thằng không chưa bình tĩnh lắm. Ồ. Yeah. Chị có xúc động lắm hả chị hả? Cảm giác của chị bây giờ như thế nào? Ồ. Cảm xúc của chị bây giờ là hạnh phúc lắm đúng không? Bao nhiêu năm mình mới được mặc áo cưới này chị? 32 năm. 32 năm luôn. Chị đứng ngoài kia mà hồi hộp lắm anh. Ừ.
Đó là một trong những cái bất ngờ mà có thể nói anh cũng bất ngờ. Dạ. Em thấy mắt anh cũng long lanh luôn. Hồi xưa nghèo lắm, có tiệc nhưng mà không được mặc đồ cưới. Linh có nghe anh kể sơ rồi, anh đạp xích lô. Dạ, à, quét vôi, phụ hồ, mọi thứ. Anh thấy cô dâu của anh hôm nay có xinh đẹp không ạ? Không nên. Không ngắm. Em mời anh chị, chắc là mình ngồi xuống để mình cùng trò chuyện ạ. Đây có phải bộ áo cưới mà chị mong muốn không ạ? Hay là chị thích mặc một bộ đồ cưới hiện đại? Chị thích mặc áo đồ. À, thích mặc áo dài truyền thống dài thế này. Chị mặc đẹp lắm ạ, nhìn hôm nay chị rất là xinh đẹp và rực rỡ. Chị cảm ơn. Dạ. Gia đình chú Thuận, cô Lan hiện đang sống cùng hai con trai tại quận Bình Thạnh. Ngày cuối tuần của cô chú rất đơn giản, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp. Đây là kỷ niệm chương của Mặt trận 49, kỷ niệm chương của chiến binh, kỷ niệm chương của chữ thập đỏ, kỷ niệm chương của sư đoàn 309 anh hùng. Đây là niềm tự hào duy nhất cuối đời của chú đây. Chú thường hàn huyên tâm sự với bạn từng là đồng chí đồng đội xưa để ôn lại kỷ niệm một thời khó quên. Bạn này bạn Phúc, bạn này là chung đơn vị với mình, anh em trinh sát, tiểu đoàn trinh sát của sư 309. Thì anh em có cái nếp là cứ thứ bảy gặp nhau uống cà phê. Và một trong những người bạn còn sót lại thân thiết sau thời gian chiến trường trở về đây là bạn Phúc, Nguyễn Kim Phúc. Tụi chú nhập ngũ chung ngày, chung tháng, chung năm. Hành quân qua Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế cũng chung ngày, chung tháng, chung năm. Qua bên kia cũng may mắn là được biên chế cùng một đơn vị luôn. Và cái ngày rút quân về cũng cùng rút quân về một ngày luôn. Ở môi trường chiến đấu gian khổ và khắc nghiệt như vậy, thành ra anh em rất là thương nhau. Chia nhau từng miếng nước, từng miếng ăn hay như thế nào đó. Còn hơn cả cái anh em ruột nữa. Tại sống chết có nhau mà, gian khổ có nhau mà. Anh em còn sống được tới ngày hôm nay và nói là nó cũng là một phần may mắn của cuộc sống. Tại vì khi anh em cầm được cái quyết định phục viên về nhà, ai cũng nói đó là giấy khai sinh lần thứ hai của mình. Thành ra rất là quý trọng tình cảm anh em. Niềm hạnh phúc của cô chú lúc tuổi già là làm gì cũng có nhau, chăm sóc nhau. Và tự hào hơn hết là việc làm ý nghĩa được nhận rất nhiều huy chương cho việc hiến máu nhân đạo hơn cả trăm lần. Niềm đam mê của chú còn sưu tầm hàng trăm món đồ chuyên về dụng cụ làm việc nhà. Chú sắp xếp và nâng niu từng món đồ rất kỹ lưỡng. Cái bộ sưu tập này chú sưu tập được trên 500 mã hàng. Chú mê cái màu cam này. Cái hãng nó gọi là màu cam đất và chú rất thích cái màu này. Và chú sưu tập cái màu này. Cái này chú chỉ sưu tầm thôi. Một tuần lao bụi một lần, ngắm. Đây là bộ cưa của chú nè. Đây là bộ cưa. Hãng sản xuất ra một cây cưa nào là chú mua một cây. Chú sưu tầm hơn 500 mã hàng, trị giá chú ước chừng là khoảng trên 200 triệu rồi. Là 3 năm mấy. Anh em thợ điện nào thấy cái bộ này của chú là mê liền. Để có được cuộc sống hôn nhân tuyệt vời như hiện tại, trong gia đình cô luôn là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, đứng phía sau và làm hậu phương cho chồng và con trai. Đây là nhà bếp của gia đình, cũng chật chội lắm. Nhà chú cũng nhỏ. Đây bà xã. Đây là bà xã của chú. Người gắn bó với chú 32 năm. Sanh cho chú hai cậu con trai. Kỷ niệm ngày cưới 2018. Mấy cái này chú sắp xếp hết tuần. Đây một tay chú. Cuộc đời cũng bất ngờ ha. Vâng. Mình cũng nghĩ là 32 năm mới được mặc áo cưới nha. Năm 92 khổ lắm. Dạ. Đến lúc mà quyết định là về chung sống với nhau thì không có tiền. Thì Thuận có một bà chị ruột mà Thuận thương như mẹ vậy đó. Tại vì bà chị nó thương em. Mới nói chị ơi giờ khổ quá mà em muốn cưới. Thì chị nói thôi để tao có biến một cái quán ăn thôi. Cái quán ăn đó đường Nguyễn Cư Trinh á,
nó nổi tiếng về cánh gà chiên nước mắm. Thường nhớ chữ Hồng Phát hay là Hùng Phát gì đó, lâu lắm rồi đó. Tôi để chị hỏi là người ta có nhận làm khoảng 2-3 bàn thì có tổ chức, không có người lạ, tất cả là người nhà hết, và được 3 bàn. Chị cũng cho được chút chút cái bông cái gì lâu quá không nhớ, cái sợi chuyền mỏng mỏng. Nhưng mà hai vợ chồng là mặc đồ Tây như đồ đi làm bình thường thôi. Thỉnh thoảng 1-2 năm trong ngày cưới, lúc đó còn cho đốt pháo, thì đang lặt rau cái gì tự nhiên thấy vợ tôi bỏ chạy ra ngoài. Tôi hỏi em làm cái gì, nó em ra em nhìn áo của dâu, em ra em nhìn áo của dâu. Đứt ruột anh ha. Một cái điều mong muốn người yêu thương mình mà không thể nào mình đáp ứng được. Vậy thì ngày hôm nay em tin là cái cuộn băng này sẽ được lưu giữ mãi. Yeah. Để sau này chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm về một cái ngày rất đặc biệt. Ngày mà chị khoác lên mình bộ đồ cô dâu và hai anh chị sẽ có những câu chuyện tình kể lại cho mọi người và được truyền cảm hứng về tình yêu của anh chị. Anh chị gặp nhau trong trường hợp nào? Trước khi mình đến với bà này thì mình có quen một cô. Thì chỉ là giống như là chung sống thôi, chứ không có hôn thú, cũng không cưới. Đến nhà bà này ở trọ. Vậy đó hả? Dạ, hai vợ chồng chia tay. Nói hai vợ chồng cũng không phải, thì chúng tôi cũng chưa có kết hôn. Nhưng có đứa con nào chưa? Dạ không có. Dạ. Tôi nói chắc lạ lắm. Tôi tin là anh sẽ hỏi rằng là ai hôn trước, ai nắm tay trước không? Cuộc hôn nhân này là bên vợ tôi chủ động hết. Dạ. Bà này bà thương tôi ngay từ đầu rồi. Rồi mẹ vợ, anh vợ, chị vợ là vung đắp giống như là thằng này phải là rể tao vậy đó. Cho nên cái cuộc hôn nhân của tôi nó lạ lắm. Vậy chị để ý anh từ lúc nào và tại sao là mình lại chủ động hết? Chị thích ảnh là tại vì chị thấy ảnh chăm sóc bà trước á. Rất là chu đáo. Chị mơ ước là chị nói nha, sau này chị ước chị gặp người chồng như ảnh. Mà không ngờ cái lời nói của chị nay là thành sự thật. Thực thật. Trước đó chị có người yêu? Chị chưa có. Tức là anh là mối tình đầu của chị. Coi như anh là người đầu tiên đến với chị. Dạ. Wow. Khi nào thì chị chủ động cho anh biết là mình có để ý đến anh? Chị chủ ý thương ảnh từ lúc mà ảnh bước vào nhà anh ở. Trời. Anh mướn nhà chị là trời đất. Thương thầm. Tức là chị thương ngay từ lúc đầu bước vô nhà luôn. Trời ơi. Má vợ anh vợ thương lắm. Má vợ anh vợ là cả nhà vợ đều thương anh. Dạ đều. Ủa nhưng mà anh làm gì mà cho gia đình vợ thích như vậy? Theo anh đánh giá đi. Không có mẹ vợ đây, không có em vợ. Theo anh đánh giá anh làm gì mà gia đình vợ thích? Cũng không biết nha. Không biết cũng luôn. Không rõ, có thể là mình sống chân thật. Mình biết chăm sóc phụ nữ như theo nó, như anh nói đó, anh thấy là họ ước ao có một người chồng được chăm sóc như thế. Thì tôi cũng không biết sao nữa. Khi mà chị chủ động như vậy á, thì khoảng bao lâu thì chị cảm nhận là anh sẽ tiếp nhận cái tình yêu của chị? Chị cũng không biết nữa. Tại vì trong lòng chị thương ảnh thì chị biết thương thôi, chứ chị không biết. Nhưng chị có nói với ảnh gì điều đó không? Chị không có nói. Trời ơi, chị dễ thương quá. Không nói luôn. Chị chăm sóc ảnh bằng cách nào? Thì cơm nước quần áo. Đi làm vậy thì chị lo cơm nước quần áo rồi đi làm. Ảnh mà ra khỏi nhà là cái gì chị cũng chu đáo hết. Giày dép rồi quần áo lẫn mướt hết. Trước khi ảnh đi ra khỏi nhà là quần của ảnh là chị phải xỏ dây nịt, khăn mùi xoa, thuốc lá hột quẹt. Còn giày thì 32 năm chị đánh bóng. Giày của anh đi làm á là Sira ba đắt mà hiện giờ chị vẫn làm. Trời ơi, cái tình yêu này đúng là vĩ đại thật sự đấy. Xe Honda của anh là xe Honda. Dạ, anh là nó lau rồi anh rửa, anh không biết rửa. Đi về là chị vẫn lau xe, quần áo, giặt quần áo, cơm nước, xỏ từng dây nịt, lau từng đôi giày, lau cả chiếc xe của anh đi. Đây là cái chuyện này là chuyện kéo dài mấy chục năm. Tối khoảng 9 giờ tối thì thường vào hỏi anh Mai anh mặc quần gì. Thì chẳng hạn Mai nó mặc quần nâu, đen, xanh gì đó. Thì bà sẽ xỏ dây nịt, rồi bà chọn áo cho mình. Thì túi trái là khăn mùi xoa. Là phải để thẳng nha, chứ phải nhùi nha. Lấy đũa đó, lấy chiếc đũa thọc vô cho cái cạnh khăn mùi xoa nó nằm ở góc túi này nè. Dạ, túi phải thì là thuốc lá. Là như thế suốt 32 năm.
Trời ơi, anh tìm đâu được người vợ như này hả anh ơi? Đâu mà ra. Hiểu luôn, của hiếm anh ơi. Làm gì có. Làm gì có. Không có luôn á, đến thời bọn em là không có luôn anh ạ. Để anh kể cho anh. Cái lúc mà mẹ anh bệnh nặng rồi đó, là cũng mới đây thôi, khoảng vài năm nay. Thì bà chị ruột anh có nói là một mày thứ nó đi, 1.000 người mới có nó, mà bà già yếu rồi. Thế mà bà già bật dậy á, bà thều thào đường câu nó 1 triệu mới có. Bà già anh đó. 1 triệu người mới có một người như chị á. À. Không, em nghĩ 1 triệu người không có rồi anh. Ngày xưa có chứ bây giờ khó lắm. Giờ không có luôn. Đến bây giờ anh vẫn tự hào rằng mà anh 32 năm chỉ có nhà chăm sóc chồng con thôi. Anh sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào mà anh có thể thích bằng vợ anh được nữa. Đúng. Cái này nó theo gọi là vui vui là xu hướng. Dạ, đúng ạ. Thế lúc chị ốm đau thì anh có chăm sóc chị không ạ? Có. À, tức là hai người cùng chăm sóc nhau. Nhưng mà chị cũng may mắn là chị cũng ít có bệnh. Ít có bệnh. Chị có nhớ lần nào anh chăm sóc chị mà chị xúc động không? Chị nhớ là có lần chị bị bệnh phổi á, thì nằm trong bệnh viện á. Anh đi làm về là anh lật đật anh chạy vào chăm sóc chị vậy đó. Chăm sóc chị lúc chị bệnh là lúc chị ở trong bệnh viện. Đúng rồi. Dạ. Hai em cũng phải đồng ý với anh là anh được như vậy là anh cũng phải chăm sóc bà chứ người phụ nữ họ đâu có dạy. Dạ. Trời ơi, anh đối xử với bên vợ của anh. Em có tin không? Đến bây giờ anh có một bà chị bằng tuổi anh, bà chị vợ á, anh vẫn còn phải chăm sóc mà. Ồ. À, bà cũng không biết chữ, bà buôn bán lề đường, anh cũng phải chăm sóc bà. Lúc nào cũng chừa căn phòng, tại vì ở bên chồng anh thấy gia đình bên chồng cũng khá khó khăn. Nói căn phòng này là căn phòng của chị, thế nào chị cũng có ngày chị sẽ về đây. Rồi mẹ vợ anh, trời mẹ vợ anh bị đột quỵ đó, nằm một chỗ cũng gần 10 năm anh chăm sóc hết. Chứ người phụ nữ không dễ đâu, mình phải đối xử tốt thì mình mới được đối xử tốt lại. Đúng rồi. Nà, đúng. Cái ngày anh kể ngày mẹ vợ anh mất á nha. Sau gần 10 năm nằm đi thì ông sư phát tang. Ông mới hỏi anh trai đâu ra phát trang cái kiểu trưởng nam cái loại tang loại đeo. Thì có hai ông anh vợ chết hết. Ông nói trời ở nhà gì không trai nói thầy ơi bây giờ con muốn làm trưởng nam con đội thay được không? Thì ông sư mới nói là tốt quá. Thì vì thương mẹ vợ thôi, đội vào xong lát hồi hỏi bà chị ruột nó mẹ đâu rồi, là mẹ ruột á. Nó trời ơi mẹ còn sống mà mày đội tang mà mày không nói mẹ một tiếng bả về. Mà thật sự vì thương bả. Quên. À, là lúc đó là bà mẹ vợ không còn con trai, nhưng lúc đó là anh là người giống như trưởng nam và con trai anh giống như là cháu đích tôn. Mà tự nhiên cái đó là cái tâm của mình, nhưng mà bắt đầu hàng xóm xì xào nó ông anh thường ông tốt với mẹ vợ gì. Tự nhiên được cái tiếng thơm. Nhưng mà anh nói là mình phải sao vợ mình mới thương mình vậy. Nhưng thật ra Linh nghĩ rằng chỉ là người chủ động trước hết. Anh có thể thương không thương cũng chưa quan trọng, nhưng mà chỉ là người chủ động thương anh trước, và chỉ người chủ động chăm lo tất cả mọi thứ cho anh trước. Không biết anh có đáp lại không thì chưa biết điều đó, nhưng mà trong cuộc sống thì anh luôn luôn đáp lại điều đó. Còn chỉ là chị chủ động hết á, nên thấy rằng chị gần như tự nguyện luôn, đúng không chị? Đúng rồi. Thế hai anh chị có bao giờ cãi nhau không ạ? Chắc không đâu ha. Làm gì dám cãi, làm gì dám cãi. Đâu cãi. Đâu không dám cãi. Anh nói trắng là trắng, đen là đen, thậm chí màu đen, anh nói màu trắng chị vẫn nghe. Thì làm sao mà cãi được. Lần đầu tiên em gặp một người như này á, em thấy thú thiệt, vị ghê. Chưa bao giờ gặp luôn á. Suốt 32 năm những cái quyết định của Thuận là tự Thuận quyết định hết. Tại vì có kêu bả chẳng hạn như nói anh muốn xây nhà, anh thích sơn màu hồng đi. Em biết em sao mình cũng muốn dân chủ. Mà vòng vòng hồi giống như anh quyết định đi. Cứ kéo dài 32 năm cuối cùng là mình Thuận quyết định hết. Và đến khi mà bả và các con cảm thấy là quyết định của mình không bao giờ sai cả. Thì mà từ từ nó không còn là phục tùng nữa, giống như họ mặc định coi như là bố đúng. Yeah. Là bây giờ hai con anh cũng vậy luôn. Thằng con lớn 32 tuổi nhà cựu chiến binh luôn nha. Yeah. Nó hai thằng con cử nhân hết, một thằng cử nhân tài chính ngân hàng, một thằng cử nhân luật. Giỏi vậy đó. Dạ. Wow. Thằng lớn 32 tuổi tôi kết nạp vô hội cựu chiến binh, sinh hoạt hai cha con sinh hoạt chung một chi hội luôn. Tại cháu nó là lính hải quân, nó cũng có một thời gian ra đảo á. Yeah. Đến bây giờ đi ra đò đi bộ ra đầu đường uống cà phê vẫn phải xin bố. Trời. Dạ. Yeah. Vẫn phải xin bố. Cách nào hay vậy anh? À, Thuận dạy con theo giống như kỷ luật sắt vậy mà. Kỷ luật quân đội. Chính chị cũng vậy, chị đi ra đi với con là chị cũng phải xin ảnh. Chị đi siêu thị với con á, và chị nói anh ơi cho em đi siêu thị với con. Tức là chị làm bất cứ gì chị thấy phải xin phép ảnh hả? Tâm lý mình nó sợ ảnh hay là
giống như chị làm theo quán tính á. Nè, hắn là chị cũng có sợ. Có sợ. Sợ. Anh chắc có la chị lần nào? Anh có làm gì mà để cho chị phải sợ không ạ? Không. Không. Tự nhiên chị cảm thấy chị sợ. Nhưng mà đi mà không xin phép này nọ là chị cảm thấy chị sợ. Trời. Có bao giờ anh la? Không la. Có, cũng có. Nhưng mà nếu mà la đi siêu thị với con thì không la đâu. Anh có một cái bí quyết gì? Anh có một cái gọi là uy lực không, gì? Không, không có cái bí quyết gì cả. May mắn gặp một mẫu người phụ nữ như thế này. Bây giờ đi du lịch có người mời với điều kiện là chẳng hạn kinh phí tao đủ mời mình mày thôi. Không được. Phải có vợ tao, tại vì thường nó quen được hầu rồi. Quen được hầu. Ừ. Tức là chẳng hạn hẹn mai 8 giờ sáng thì bà dậy trước, bà làm hết mọi chuyện xong. Kem đánh răng phải nặng ra bằng chải sẵn cho tân gia. Trời ơi. À, là bà canh tự canh giờ. Nhưng mà hiện giờ đi du lịch cũng vậy, chị vẫn ở khách sạn vẫn lo. Không, nhưng mà anh phải thấy là anh rất là may mắn ấy. Bạn bè ở nước ngoài gọi tôi là The King. À, đúng đấy, em cũng đang có cảm giác thế. Đúng luôn á. Thật sự là thậm chí bạn Việt Nam rất ít. Bạn Việt Nam chỉ có bạn lính thôi. Còn bạn là đa số người nước ngoài, thường chơi bạn nước ngoài nhiều lắm. Chị ơi, có bao giờ anh làm cho chị khóc? Cái này cho anh trả lời trước được. Được. 32 năm làm vua thì anh cho bà làm hoàng hậu được 10 năm gần đây. Oh. À, tức là cái xe của tôi là phải có vợ ngồi sau lưng thì tôi mới nói máy. Chạy ra đầu đường mua cây đinh, mua 1.000 cần có 2 cây đinh thôi. Chạy ra thấy gì một mình chạy ào chứ về, nhưng mà phải có vợ trên xe thì mới đi. Đó là 10 năm nay. Kể từ cái thời điểm con anh nó nhập ngũ thì bà xã đứng đợi cái xe, chiếc xe có con trai mình. Theo cái tầm nhìn tôi thấy con trai nó ngồi nó thằng biết. Thì nãy giờ cái má bà vẫn dựa cái vai tôi nè. Cái lúc mà xe vừa qua cái tôi thấy mất tiêu. Thì ra bà xỉu nằm đóng dưới rồi. Trời. Là ngay cái thời điểm mà bà xỉu á. Có một cái lời thề trong đầu tôi, nó chạy trong đầu. Yeah. Anh mới nói rằng nó khác lắm á. Tự nhiên mình thấy người vợ mình nó yếu đuối, mà người phụ nữ mình thương con chứ. Nhưng mà cái sự thương con phụ nữ nó lạ quá. Bây giờ anh đâu thế nào muốn xỉu, có giả bộ xỉu cũng không giả bộ được. Mà thấy lúc đó vợ mình như cọng bún. Là trong đầu anh nói bỏ, bỏ, bỏ. Không có bay bướm nữa, không có đào hoa nữa. Là bắt đầu từ cái ngày đó đó, anh nhớ hoài. Bây giờ mấy đứa kêu anh bằng bố nuôi cũng vậy. Bố kể cho con cái cảm giác, bố thay đổi bất ngờ quá, con không tính được. Là từ cái ngày đó em chưa thấy đâu. Chẳng hạn như anh muốn có mua đầu tư một cái dàn karaoke. Tết bạn bè đến, dàn karaoke mình cũ quá, ca dở, nó chê, bỏ về. Cảm thấy nói là mua bộ giờ mới cho bạn bè lại chơi. Thế em muốn liền, nhưng mà hồi 8 tháng 3, đợi 8 tháng 3. Đúng 8 tháng 3 mua dạng karaoke gần 40 triệu. Anh tặng vợ, bà có cá đấu. Vàng anh tặng vợ. Cái gì lúc đó là nó thay đổi. Mua một cái bàn cẩm thạch để ăn cơm thì mình thích cái bàn. Mua cho mình ăn với ai, nhưng mà bàn này anh tặng vợ. Nói cho vợ sướng thôi chứ thật ra mình cũng sử dụng. Đúng. Chị ơi, cái sự thay đổi của anh với lúc trước á, chị thích giai đoạn nào? Coi như là nó hẳn vậy, là coi như là chị thích hiện tại vậy. À, chị thích 10 năm trở lại đây đúng không ạ? Đúng. À, nhưng mà sao chị cứ khóc hoài? Tức là chị xúc động hay là chị nhớ về cái ngày xưa đó chị khóc? Nhớ hồi xưa cũng có mà xúc động cũng có. Chị là một con người rất là nhạy cảm, rất là nhiều cảm xúc. Chị rất là hướng nội anh. À. Cảm giác cả thế giới là chỉ có một mình anh thôi đó. Đúng luôn á. Cả thế giới của mình anh thôi đó, không có người nào nữa chứ. Không ai có thể chen vào được. Tiền bạc nhà ai giữ? Tất nhà anh rồi đúng không anh? Dạ. Chắc chắn là anh rồi, cái kiểu chủ động như thế này. Nghe hồi xưa nghe nóc nhà anh ít theo cái biết cái từ của tin lắm. Nóc nhà anh chẳng hiểu gì thì là nóc nhà là phụ nữ. Đây nóc nhà đây. Anh là nóc nhà nè. Tự nhiên nói phụ nữ là nóc nhà nó lạ quá. Không, tại vì tùy gia đình ấy. Mình có rất là nhiều cái hình thái gia đình khác nhau. Ví dụ như gia đình em là mẹ em lại là nóc nhà. Bố em là rất là hiền luôn. Đó thì mỗi nhà lại một kiểu. Anh có thể viết sách á. Nhiều người mua lắm. Ngưỡng mộ anh đấy. Viết sách đi. Nhiều người lấy vài trang lắm á. Cũng khuyên cái em trẻ trẻ, nếu muốn được vợ yêu thương thế này thì mình cũng phải chăm sóc yêu thương vợ và gia đình đến vợ. Sẽ được thôi. Chăm sóc mà đến gia đình anh nhiều lúc cũng có một chút ghen hờn. Ba mẹ con ở ba chùa khác nhau. Anh từ từ mang về, bây giờ là ba mẹ con cốt đó. Nằm một hàng ngang, một chùa một hàng, mẹ ở giữa, hai con trai hai bên. Và mỗi lần anh làm được cứ mang về một cốt, về một nơi là anh thấy vợ anh hớn hở. Và đến lúc mà anh nói buồn quá em, xách xe đi thăm má đi.
tôi gọi mẹ tôi là mẹ ruột, còn bên vợ tôi là má. Là đến nơi là gặp cả hai ông anh với là bà mẹ. Như thế là đi chơi rồi đó. Đối hai chồng như thế là đi dạo phố rồi đó. Đến thắp nhang cho ba người, thấy hai ông anh. Anh cũng cố gắng anh làm tất cả vì anh biết rằng mình không thể nào kiếm được một người vợ như thế. Yeah. Anh cảm thấy đó là cái phước của anh. Đúng. Và anh biết sẽ có ngày mình phải xin lỗi về cái thời gian mình bay bướm. Anh không phải bảo thủ, nhưng anh thay vì anh phải nói lời xin lỗi thì anh làm những việc thực tế mà anh coi đó là lời tạ lỗi. Anh đã làm hết sức mình và bây giờ anh cảm thấy có lẽ đây là cái thời gian và anh hạnh phúc. Em đã đọc rất là nhiều sách, em nói chuyện với rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều chương trình, thì bao giờ người phụ nữ làm cách mấy thì họ cũng không bằng một lời nói của mình. Ừ, đúng lắm. Cái cuộc sống vợ chồng của anh nó khác lắm. Anh thì đi làm từ sáng đến tối, vợ thì ít nói. Nhiều lúc anh pha trò mà không được hồi đáp á, cái nó gọi hụt hẫng. Chẳng hạn như khát nước, mà vợ lăn xăng quên khát nước. Cái nói mày cúp nước cả ngày em. Ý nó bóng nó gió là anh khát nước. Bác không hiểu, mà cứ đâu có, anh cứ cãi đâu có, nước đâu có. Thì thật sự rồi mà không muốn vợ. Rồi chẳng hạn mẹ thì kêu mày tuổi mùi, vợ mày tuổi hợi, năm sau năm mẹo đẻ đi. Có con gái thì càng tốt, còn không con trai cũng đâu sao, hồi em mùi. Thì thường thấy mấy người bạn nước ngoài á, chẳng hạn như nó nói với vợ nó, em make baby đi. Nó thì vợ thì đang nhõng nhẽo nè, em có em bé thì anh cho em đi Bali nha, hoặc là anh thưởng em cái gì. Còn vợ tôi giờ tôi nói mẹ kêu năm sau đẻ đi em. Vợ dạ. Rồi xong nói mai tháo vòng nha. Dạ. Rồi mai tháo xong là đúng 9 tháng 10 ngày là có ngẫu quá. Bà không có biết đáp với cái sự thi vị trên bắt buộc anh lãng mạn thì cũng khổ lắm. Mà chị không bao giờ có một yêu cầu gì với anh? Không, không bao giờ cả. Trời ơi, không bao giờ nói em thích cái này, em thích cái kia. Dạ. Không bao giờ. Không bao giờ. Nhưng mà khi trong khả năng anh có là anh sẽ... Anh sẽ tự đáp ứng cho chị. Chẳng hạn như áo dài đi mua một lần là anh mua 30 cái. Ồ. Cứ cái này khó, cái này đẹp hơn cái kia, cứ... Tức là cái nào cũng muốn lấy hết. Thì lấy hết 4 cái đi. Đầm cũng vậy, đầm Sifa thì em biết đâu có rẻ đâu. Đầm Sifa, đầm The Sea vậy đó. Anh mua một lần vậy. Cứ thấy phân vân nên mua cái nào. Tại anh lướt là anh thấy thích cái này, thích cái kia, cứ buông lên cân nhắc mà. Lượm hết, 4-5 cái lấy đại. Tại vì anh cũng tâm lý, anh không để bà thiếu thốn cái gì. Dạ. Có cái năm anh xin đi lái xe thì họ bắt anh đặt cọc, lâu quá rồi anh không nhớ, năm chín mấy, số tiền đó cũng lớn, cũng mà anh không có, phải đặt cọc để mình mới nhận được chiếc xe mình chạy. Lúc đó không lái xe thì con vợ con khổ. Lúc đó có tặng vợ đựng bộ xi men nhỏ nhỏ thôi, nói lấy hết bình sinh cho hỏi em cho anh mượn lại bộ xi men, chứ bây giờ đòi đặt cọc cao quá anh không có tiền. Thì rồi nhìn nét mặt của bà giống như là đó là trách nhiệm, không có gì đó bình thường. Ra mi hồng mà anh không nhớ, lấy kéo lấy kềm mà cắt. Mỗi một cái tiếng mà cắt cái vòng cái phực là lòng anh ở đâu. Giống như mình bất tài, tặng vợ rồi lấy lại. Anh mới nói là em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng anh làm. Và anh trả gấp 3. Bộ vòng đó 7 cái thì sau đó anh trả 21 cái. 21 cái. Là chị đang đeo đúng không anh? Trọng lượng to hơn, nặng hơn, kiểu đẹp hơn. Bây giờ thì nó không cần phải cắt nữa, bây giờ nó có gắn gì được rồi. Dạ. Cho nên hỏi vợ anh có ước gì không thì không gì. Khi mà anh lấy bộ vòng lại mà bả giống bình thường, giống như không có gì hết. Thì chị thấy chồng đi làm mà không đủ tiền thì mình đeo làm gì thì thôi tháo cho chồng, lo cho chồng đi làm. Chứ đeo làm gì. Trong cuộc sống có vẻ chị ưu tiên tất cả mọi thứ anh cho là số chồng. Một đấy. Đúng không chị? Không còn gì để mà phải phủ nhận nữa rồi anh. Thật ơi ra chị lạ lắm. Thật. Khác với tất cả những người phụ nữ mà em đúng biết rồi. Chị ạ. Có một cái khác nữa, nãy giờ mà thấy hai anh chị không quan tâm. Hồi xưa là rất là nhát. Anh làm công tác cán bộ hội cựu chiến binh đó, thì phải hoạt náo nè, rồi xúc vác nè. Thì nhiều người có nói kêu vợ mày ra làm công tác phụ nữ đi. Mà không có được, tại bà khờ khảo. Nhưng mà em có tin không? Anh vận động bà hiến máu nhân đạo và hai vợ chồng anh hiến 100 lần. Wow. Dạ. Anh là người hiến đầu tiên, năm 99 anh trên đường đi công tác anh hiến ở ngoài Vũng Tàu á. Anh nhận được một cái thư cảm ơn là cái bé nó sống, từ đó anh mới hiến. Thì anh cũng vận động bà hiến thì
Bây giờ bà là hiển nhiều hơn anh. Bây giờ 100 lần thì anh 49, bà 51. Đó là cái giá trị nhân văn mà khó ai có được. Nhiều người ta muốn hiến cũng không được. Đó, em sức khỏe nữa. Chính em. Nhiều cái sức khỏe nữa. Vâng. Đây anh có cái những cái kỷ niệm chương anh xin... bảo vật đúng không ạ? Bảo vật của anh. Là anh có bảo vật kỳ quá, anh gọi là niềm tự hào của anh. Niềm tự hào. Đây cho anh giới thiệu nha. Đẹp quá. Vâng. Cái này là kỷ niệm chương mặt trận 49. Dạ. Mặt trận 49 Campuchia. Vâng. Đây là kỷ niệm chương của chứng minh của chủ tịch Trung ương Hội nè. Đây là kỷ niệm chương sư đoàn 39 anh hùng. Cái này là những lần hiến máu nha. Cái giọt huy hiệu giọt máu này là 5 lần. Đây là huy hiệu vàng bạc đồng gì đó. 10 lần, 20 lần, 30 lần. Cái này là 40 lần nè. Wow. Và cái này là 50 lần. Ồ. Dạ. Cái này là 50 lần do chủ tịch Trung ương Hội tặng. Cái này là huân chương chiến sĩ vẻ vang của anh. Cái này là anh có cái huân chương chiến công hạng 3 nhưng mà anh phải giữ ở ngoài để anh đeo mỗi lần hội họp. Có những cái kỷ niệm nhiều lắm, chẳng hạn như cái này. Cái này là huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, là anh có tham dự duyệt binh á. Duyệt binh 30 năm giải phóng xây dựng thành phố, là mỗi người tham gia duyệt binh là được cái huy hiệu này. Dạ. Thì mỗi một cái huy hiệu nó có một cái ý nghĩa riêng. Đẹp. Và đây là cái mà anh trang trọng, anh trưng ở phòng khách của anh. Vâng. Dạ. Đẹp quá. Thật ra đây là con cháu có thể tự hào về những điều này ha. Đúng rồi. Anh cũng rất là trân trọng những cái cống hiến của mình. Không thể gọi là có được điều này nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực và sống bằng cái tâm của mình đâu. Dạ. Đâu phải ai cũng mong muốn cái này được đâu anh. Nhiều khi ai muốn còn không được. Anh biết không, đây là những lần hiến máu này là kiếp sau anh lại được gặp lại chị. Ồ, anh có cái gì chị có đó. Tại vì nhưng mà phụ nữ họ đâu có thích mấy cái này. Đúng rồi. Dạ. Có mình anh thôi. Bây giờ anh làm công việc gì? Anh mới hưu. Mới hưu. Anh mới không phải hưu, anh chưa đủ tuổi hưu, nhưng mà anh tự thưởng bản thân mình hưu sớm ở nhà chăm sóc vợ con. Anh không giàu có gì đâu, anh nói thật. Một người cảm thấy là đủ là được. Anh cảm thấy như thế là đủ rồi. 32 năm đi làm chăm sóc vợ con, đến lúc mà có được một cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ để mà lấy lãi suất chăm sóc vợ được rồi. Vợ con nó lớn rồi. Yeah. Bây giờ anh không đâu có phải lo lắng gì nữa. Thật ra cuộc đời của chị á là suốt ngày cứ chăm sóc anh 30 mấy năm rồi. Yeah. Bây giờ phải để anh chăm sóc lại chị. Đúng rồi. Để anh dẫn chị đi khắp mọi nẻo đường đất nước, thậm chí đi du lịch nước ngoài. Hãy để anh làm tất cả những gì mà anh có thể đem lại hạnh phúc cho chị. Chị phải chăm sóc chính bản thân chị nhiều hơn nữa, ưu tiên cho chính bản thân của mình. Anh Linh có biết mình thường có một bộ sưu tập về dụng cụ gọi là tool á, dụng cụ cầm tay gia đình của một thương hiệu, gần 600 nhãn hàng. Mình sưu tập cũng 3-4 năm nay rồi, trị giá nó cũng trên 200 triệu, chỉ để trưng thôi. Và phụ nữ thì biết gì đó về đó đâu, nhưng mà khi mà anh thay đổi, anh treo này đây treo kia là người vợ sau lưng. Cứ cảm thấy là chồng đam mê cái món này, là nhìn cái mặt vợ cũng vui lắm. Bộ sưu tập của anh cũng gọi là tự hào, không phải là tự hào nhưng đó là cái đam mê của anh. Thế anh thích gì là chị sẽ thích cái đấy. Dạ. Nói chung là chị không có sở thích gì hết. Dạ, sở thích của chị là anh. Sở thích của chị là anh. Đúng rồi. Anh có sở thích gì chị hạnh phúc với sở thích đó. Đúng. Anh nói cái gì chị vui vẻ hạnh phúc khi thực hiện điều đó. Đúng. Đây là một trong những cái điều rất là lạ từ các cặp vợ chồng. Em đang rất là tò mò, không biết là hai con trai của hai anh chị là trông như nào ạ? Có ảnh không ạ? Anh có thằng Út á, nó là người mẫu ảnh. Không, anh đẹp trai mà, anh cao ráo mà. Thằng lớn tội nghiệp đó, cái lúc mà nó mới một tháng là anh bị sốt rét, lúc đi Campuchia về vẫn bị sốt rét. Anh bị sốt rét thì ngay cái ngày đó và anh lại bị phổi có nước. Mà anh biết phổi có nước là tiêm streptomycin vô là khô sữa liền. Thì hai vợ chồng nằm chung cái bệnh viện, anh thì sốt rét, vợ thì phổi có nước. Tội nghiệp mẹ vợ ở nhà nằm đâu cả tháng, về thì nói con ta trả tiền kế bên nhà đi, mẹ có mua sữa, mẹ con đi vắng mẹ mua sữa thiếu cho hàng lớn á. Mà em, như tụi em biết không, sữa ống thọ mà hàng lớn anh nói vậy á, mới có một tháng tuổi mà sữa ống thọ nó uống luôn, chứ không phải giờ con nít giờ cái gì đủ thứ sữa rồi, tia uống này không hợp, tia chảy rồi gì. Thằng con anh nửa tháng trời nó bú sữa ống thọ mà mới có một tháng tuổi, cho nên có lẽ vậy mà nó không cao bằng thằng em. Dạ. Nha. Không, đẹp trai là được rồi. Hai đẹp trai là được. Có album mà. Dạ, hình như có album ảnh anh. Đây để em lấy. Album thì chẳng là hình hồi nhỏ thôi. Dạ vâng, nhưng xem mình hồi nhỏ cũng được anh. Anh có thể em giới thiệu một chút. Đây, đây có hai cuốn ạ. Đây chị. Anh chị có thể cho bọn em xem. Ây, tấm hình nào đẹp nhất. Xem câu chuyện hôm nay anh chị. Ông chồng mà cũng muốn có được người phụ nữ như chị chứ.
này là hình lâu rồi. Để cứ đưa cái này đi. Là hình hàng con trai. Ồ, ồ đẹp trai đẹp mà. Trai quá. Trời ơi, sói cà đó. Ủa này là ai anh? Mẹ, mẹ ruột anh á. À, mẹ anh mất rồi. Dạ. Mẹ anh mất được mấy năm. Hình cưới nè. Đây hình cưới nè. Đây. Tội nghiệp vợ tụi ông ngày đám cưới nè. Dạ. Ồ, mặc như này á. Dạ. Nghèo mà, chỉ là đồ bộ đồ tây thôi. Đây, chị chỉ mặc một cái áo sơ mi với một cái váy. Mặc áo sơ mi màu đỏ này, hôm nay mặc cũng mặc áo dài đỏ luôn. Là anh đứng cạnh đấy ạ? Đúng rồi. Trời ơi, sao nhìn khác trời. Anh nhìn anh như này. Thật ôi, ra, sao đẹp trai lắm. Thật ra anh là trinh sát á. Anh đã được tôi luyện về sức khỏe nè. Anh học trinh sát là cũng dữ lắm á. Trời ơi, có một cái mới nói. Hiến máu thì đi đầu tiên mà bác sĩ lúc mà chuẩn bị lấy máu hỏi hôm qua thức ngủ trong ngủ sớm hay ngủ trễ, tại vì có một số người mà thức ngủ trễ là sẽ xỉu. Mà thường khi mất ngủ 20 năm hay rồi, có lúc 6 giờ mới ngủ, ngủ được đến 8 giờ mà 7 giờ hiến máu rồi. Có như thức trắng đêm mà lúc là phải nói vô bác sĩ ra ngủ sớm không, nó dạ ngủ sớm mà cũng may cơ địa nó khỏe. Chương trình có gửi hai bức thư ạ. Có một thư là của con trai gửi cho ba mẹ. Anh muốn đọc thư nào? Đây con thư con trai đây, còn đây là thư của trai đi. Thư của anh, em đọc thư của con trai gửi cho ba mẹ nhá. Đây là bất ngờ của chương trình. Dạ vâng, đây anh con trai có gửi. Không biết. Đây của bạn lớn á. Dạ. Đây. Gửi bố mẹ. Lời đầu tiên con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con được viết vài dòng để chia sẻ cảm xúc của mình. Con cảm ơn bố đã luôn nghiêm khắc dạy dỗ con nên người để con có thể làm bất kỳ việc gì mà không cần sự hỗ trợ của ai nữa. Con cảm ơn mẹ đã luôn lo lắng và yêu thương con để con không sợ những khó khăn mà luôn bước tiếp, giúp cho con giỏi luôn cả việc nấu ăn. Con không giỏi để viết dài thêm, con chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau, tận hưởng cuộc sống sau khoảng thời gian làm việc cực nhọc để chăm lo cho con và em. Về phần con sẽ luôn cố gắng phấn đấu để thành công hơn nữa và san sẻ cùng bố mẹ những thành tựu trong tương lai. Con thương bố và mẹ. Trai tình cảm nha. Dạ. Và đây là bức thư anh gửi đến chị, gửi đến hai lúa yêu thương. Chắc chắn luôn, chứ không phải là có lẽ nữa. Đây là lần đầu tiên anh viết thư riêng cho hai lúa. Người vợ đã chăm sóc và chịu đựng anh suốt 32 năm qua. Chăm sóc một ông chồng lao động phổ thông như một ông vua, The King. Như cách mà bạn bè anh lưu số phone của anh trong điện thoại và chịu đựng cái thói bay bướm của anh trong nhiều năm đến bất ngờ. Ở tuổi cận kề 60 nhìn lại, anh có ba niềm tự hào. Tự hào danh xưng cựu chiến binh với 4 năm tham chiến tại tuyến đầu của tuyến đầu trinh sát F-309. Tự hào đã nuôi dưỡng và cống hiến cho xã hội hai công dân tốt, hai cử nhân, trong đó có một cựu chiến binh hải quân. Tự hào là đào tạo em từ hai lúa thành một bà nếp thánh thiện, hớn hở như trẻ con, được cho kẹo mỗi khi ngồi sau xe hai vợ chồng cùng nhau đi hiến máu cứu người. Sự hớn hở càng tăng dần khi cả hai cùng đạt được con số 100 lần. Anh không thuộc tiếp người lãng mạn, cộng thêm phương pháp dạy em theo kỷ luật sắt của quân đội đã làm cho nụ cười của anh ngày càng xấu xí, hiếm hoi. Em hết phải chịu đựng rồi, đúng không? Giờ chỉ còn chăm sóc anh thôi. Và anh tin đó là bản năng trời phú cho em. Anh yêu thương em và các con. Trần Quang Thuận. Không biết cảm xúc lúc này của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Mẹ cảm ơn con trai lớn. Em cũng cảm ơn anh. Chị không biết nói gì, cảm động mà. Mình tính lớn hết rồi. Thôi, 32 năm. Thôi, người vợ yếu đuối, mong manh. Nhiều cảm xúc quá. Nhiều cảm xúc. Em mong là chương trình hôm nay chị sẽ nhớ mãi những cái lời yêu thương ngày hôm nay chị nhận được từ anh và con. Và đấy sẽ là động lực để chúng ta có những tháng ngày hạnh phúc. Và chúng ta tiếp tục sống một cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Vì không có gia đình nào giống nhau cả. Miễn là anh chị cảm thấy hạnh phúc. Như vậy đã làm nên một cuộc hôn nhân tuyệt vời rồi ạ. Chị cảm ơn em. Dạ. Em xin lỗi anh nha. Chị bớt lo cho anh lại đi. Để anh lo cho chị nhiều hơn. Dạ.
Thật ra em nói lời này có lẽ anh không đồng ý, nhưng mà em cũng phải nói. Em thấy rằng tình yêu thương của chị quá nhiều dành cho anh. Và ngược lại bây giờ đi, thì anh đã đáp đền lại tất cả tình yêu thương đó rồi. Không điều gì phải lo nữa. Cứ an nhiên mà sống. Hạnh phúc đã có anh tạo nên nó rồi. Anh là người đầy đủ bản lĩnh để tạo lên điều đó. Hả chị ha? Không có khóc nữa. Không biết em nói vậy anh có ý kiến gì không? Anh dở nói với vợ lắm. Coi như Linh đã nói được một phần nào đó tâm nguyện của anh. Chứ còn mà nói với vợ thì anh dở. Dạ. Anh sẽ lo cho chị tất cả. Tròn vo như những gì chị đã lo cho anh. Dạ. Vâng. Dạ. Cười lên. Dạ, cảm ơn anh chị đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi. Chúc mọi điều tốt đẹp lên dạ. Chị nha. Dạ. Bây giờ có lẽ là con cái cũng là thành đạt hết rồi. Anh chị cứ nắm chặt tay nhau và đi cùng trời cuối đất, đi đến những nơi mình muốn. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn hai em và chương trình. Dạ. Dạ. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Hôn Nhân Tuyệt Vời cùng với chúng tôi. Hãy đừng quên bật TV lên vào lúc 21 giờ 10 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 ạ. Còn bây giờ Quỳ Linh, Thanh Vân xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mới và gia đình mình sẽ có thật nhiều những bộ ảnh gia đình khác nữa. Thôi cái này con tặng cha mẹ làm kỷ niệm. Con muốn nói là con, chị Hai với Thảo đầu tiên là muốn nói lời cảm ơn với cha mẹ. Thứ hai đó là cho con nói lời xin lỗi. Tụi con không có quan tâm, không có chia sẻ nhiều với cha mẹ. Hôm nay con chỉ nói con cảm ơn, con xin lỗi và con thương cha mẹ rất là nhiều. Hai, chị gì đi rồi, sao không xong rồi ta? Qua, wow. Hàng gắn lại gia đình quá rồi. Chúc cho tất cả người phụ nữ trong gia đình mãi mãi xinh đẹp. Chúc cho gia đình chúng ta mạnh khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống anh nha. Yeah. Xin chào chú. Chào, chào cô chú. Mời chú với cô ngoài ạ. Dạ. Chào cô chú. Cô chú là ở trong ngành công an. Không. Hải quân Việt Nam. Hải quân Việt Nam. Dạ. Vậy lẽ ra mình chào mình phải chào dày đúng không cô chú? Đúng rồi. À, dạ. À, chú hiện nay đang ở đâu? À, cô chú đang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ. Quận 7, dạ. Vậy là Trung Ngọc Lan rồi. Dạ, ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1. À, dạ. Dạ. Một là đường Nguyễn Hữu Thọ hả? À, không ạ, Lê Văn Lương. À, Lê Văn Lương, dạ. À, ngay cây xăng đó đúng không? Đúng rồi, ngay cây xăng. Dạ. Rồi, cái chuyện ở ngoài lề. Dạ. À, cô với chú đến đây sẽ kể cho Quỳ Linh của Ngọc Lan như khán giả nghe câu chuyện tình của mình. À, chắc chắn nó ở đó sẽ có nhiều cái cảm xúc khác nhau mà ký ức lại tràn về với cô chú ha. Bây giờ thử chú nhớ là ký ức ngày xưa đi. Cách đây hơn 40 năm, chú gặp cô trong hoàn cảnh như thế nào? Thưa MC Quỳ Linh, thưa Ngọc Lan. Cách đây hơn 40 năm, khi từ Sài Gòn ngày xưa, thành phố bây giờ trở về quê để thăm cha mẹ ông bà, thì với tình cờ gặp cô. Cô. Ngày 30 Tết tới 14 lần gặp nhau, một cái duyên ngộ nó đến từ đó. 24 tiếng gặp nhau 14. 14 lần. 14 lần trong sao chứ? Vị chi lặng tiếng, 2 tiếng gặp lần. Đúng rồi. Ủa, trong cái hoàn cảnh nào mà mình gặp nhau nhanh đến vậy và nhiều đến như vậy ạ? À? Nó nhiều cái hoàn cảnh đưa đẩy. Đi ra đi vô, rồi ra đi vô, đi vô đi ra rồi. Không ạ, trong một cái làng quê thì mình đi ở này lại cũng gặp cái cô này. À. Đi chỗ kia lại gặp cái cô này. À. Rồi đi xuống chợ lại gặp cái cô này. Đi vào thăm người thân gặp cô này. Thì như Quyền Lính nói đúng không? Nó một cái duyên ngộ. Duyên số đấy. Duyên số. Dạ. Mà biết cô này là em trai của bạn thân. Em gái, tức là cái cô này là em gái của bạn thân. À, vậy hả? Tức là biết cô đó trước rồi. Biết trước. À, biết trước ở quê. Ở quê đó hả? Nhà cô với nhà chú gần nhau không? Cũng cách nhau cũng khoảng 300 mét. 300 mét là ở đâu rồi chú hả? Ờ, tức là hiện nay nó gọi là thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. À, quê dạ. Thanh Hóa. Rồi, quê Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa. Gặp nhau mười mấy lần như vậy. Mà chú đếm luôn hả? Đếm được. Nó một cái duyên. Cô có đếm không cô? Có. Cô cũng có biết, cô cũng biết. Thời kỳ đó cô bảo, ủa cái ông này sao đi đâu cũng gặp. Ủa nhưng mà đó giờ không có gặp hay sao giờ? Lần này gặp nhiều dữ vậy hả? Đúng rồi.
anh ấy ở trong Sài Gòn thì cứ năm anh về có một lần thôi. Tết thì anh ấy về. Về hôm nay không biết làm sao, đi chợ cũng gặp. Đi ra ruộng khoai lang cũng gặp, đi ra nhà bạn cũng gặp. Đi sang hợp tác xã mua bán cũng gặp. Thì tôi với ông làm những cái duyên cái số gì gặp nhau hoài vậy. Rồi sau lần đó gặp thì chú có ấn tượng gì không? Chú có cái ấn tượng lúc đó là hồi cách đây một năm về trước thì có ngồi uống rượu với mấy người bạn cùng lớp thì với nói với người anh trai của cô ấy, bảo là thôi tao không biết uống rượu, thôi mày đỡ cho tao ly rượu này, tao nhận mày là anh vợ. Ôi thế cái anh, cái người bạn đó nhận lời luôn. Ôi nhận lời luôn, tức là cách đó một năm về trước thì cũng đã biết nhau rồi nhưng không biết cái cô này, mà lúc đó mới biết. Như vậy là duyên số gì lắm. Dạ đúng rồi, dạ đúng, rõ ràng là ông trời sắp đặt cho đó. Cô chú rồi. Rồi vậy là cái câu chuyện hẹn hò chắc cũng thuận tiện lắm cô chú. Đâu có hẹn hò gì đâu. Tức là chả bây giờ ta gọi hẹn hò, ngày xưa gọi là có một cái tình cảm nào đó, có một cái duyên phận nào đó đến với nhau. Vì cô thì ở ngoài miền Bắc Thanh Hóa, chú ở trong Sài Gòn. Cái quãng đường rất là xa, xa lắm. Chỉ là cái cánh thư đưa đi đưa lại, thậm chí 2 tháng trời, 3 tháng mới được nhận một lá thư. Mà những năm nó khó khăn lắm, khó đó. Khăn lắm. À, lúc đó cô có ấn tượng gì với chú không? Không có một tí ấn tượng nào. Nhìn có chút xíu này mà đen đen mà lúc nào cũng đi cái đôi bốt cao 7 phân này thì cao bằng cô. Thế làm sao mà cô ấn tượng? Vừa lùn vừa thấp, vừa lùn vừa nhỏ, thấp con. Vừa đen. Ít hơn cô 10 tuổi, à ít hơn cô 10 ký. À, tưởng 10 tuổi chứ. Trọng lượng lúc đó là chênh nhau 10 ký. À 10 ký luôn. Lúc là cô 55 ký mà chú có 45 ký. Lúc đó là cô bao nhiêu tuổi nha? Cô là 23, 24, lúc cưới là 24. Lúc cô đang làm gì ở quê? Cô làm bên Thủy Lợi. À Thủy Lợi. Cô làm bên ban. Lúc đó chú làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Lúc đó chú là giáo viên của cái trường Hải quân tại thành phố Hồ Chí Minh. À. Lúc đó chú ra là giáo viên rồi. Giáo viên rồi. Rồi chỉ về thăm quê thôi vậy. Đúng đó. Đúng rồi, một năm về được có mấy ngày phép đó. Rồi, sao, đội. Sao cái sự việc đó, gặp nhau 14 lần trong 24 tiếng đó, rồi bẵng qua đi, rồi cô chú gặp nhau lúc nào nữa? Thì nói với Quyền Linh, với bạn, với Lệnh Ngọc Lan biết là khi ngay mùng 2 Tết, chú đã xuống tận nhà, tiếp cận ngay lập tức với đối tượng. Bởi vì biết nhau rồi. Thì qua câu chuyện nói chuyện từ ông bà, tức là ba mẹ của cô, rồi anh trai, rồi mấy chị ở đó thì thấy rất là mến tôi. Yeah. Thì thấy gia đình cũng thấy là vui vẻ, và cứ từ cái ngày mùng 2 Tết mà đến hết Tết, mà hết Tết luôn, 15, 16 Tết cứ xuống. Và chính từ những cái tình cảm đó đã có một cái điều gì đó nói lên cái tương lai sau này cho hai đứa trẻ. Thì khi gần vào Nam thì có đặt vấn đề với gia đình bên nhà gái. Ô, đặt luôn vậy đó, đặt hả? Luôn vấn đề luôn. Không có đặt đâu. Tức là ý như là đặt vấn đề để đi lại. Kìa. Không có đặt gì hết trơn á. Đi lại. Tức là mùng 7, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết thì vậy, nhưng mà đến khoảng 24, 25 Tết vậy đó. Tức là chồng ngoài Bắc gọi là tháng Chạp đấy, chưa Tết đấy. Thì tự nhiên kéo mười mấy người, vừa già vừa trẻ gì, à vừa ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cô gì, chú bác gì, kéo cho mười mấy người. Mà không thấy anh đâu. Thế bảo, ủa sao tự nhiên toàn cái người trên làng trên xuống đây làm gì đây? Thế xong thấy anh lò dò xuống anh, hỏi em đó. Ủa anh đã nói yêu em đâu mà anh đã hỏi em. Thế là mẹ bắt đầu mới đi chạy sang hàng chóm xin chầu xin cau để về để mà mời khách với nhà anh ấy. Thế xong người bố mẹ cô cũng thoải mái lắm. Bảo, ừ thôi cho nó lấy nhau. Ôi cái giấy chứ không có yêu đương, không có là chưa nói một không câu nào tỏ anh tình, yêu em, không có thổ lộ giống như bây giờ. Có thương gì chú đâu, có không có thương đâu, không có ấn tượng gì luôn. Có nhìn thấy nhỏ xíu này mà đen thui, lúc nào cũng đi đôi xì bô trong Nam ngày xưa. Quyền Linh biết cái đôi xì bô mà cứ xốp xốp này, bảy phân thì lúc nào cũng đi bẹt 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 vậy. Cô nhìn cơ, mà lúc đấy cô làm Thủy Lợi là Quyền Linh biết là Thủy Lợi người Bắc là chỉ con trai thôi, chứ con gái ít lắm. Con gái gọi là mì chính cánh đấy, người Bắc gọi là mì chính cánh, bột ngọt cánh đấy. Thế là các anh con trai thì cứ tối đến là 30-40 anh đến. Đến. Mà cuối cùng một cái ông này thì đen thui mà nhỏ xíu. Thế mà lúc ông bà lại vừa này chứ thôi lấy thằng An đi. Vậy thế rồi, cũng chịu luôn hả? Thế cũng chịu luôn. Anh hỏi đem chầu cao xuống, thế là xong. Được mấy ngày xong anh đi Sài Gòn. Thế là đưa chầu cao xuống để làm cái lễ để hai bên gia đình biết nhau. Đi qua lại.
ta gọi là tìm hiểu bây giờ đó trong sao xưa lấy nhau dễ quá ta, đặt cọc đó, đặt cọc á, không có bà mai bà mối gì hết, còn không có bà ngoai mà mối gì cả, con với chú mà sống thời đó là ế đó. Hôm nay đây xuống như kiểu như là ấy là thông báo với lại xã hội với lại cho người trong làng trong xã, đây là cô này là con dâu của nhà tôi, là không ai được không ai được đến nữa, kiểu đặt chỗ đó, đặt chỗ đó, đặt chỗ đó, thì đó giống như cái thời kỳ nó như vậy đó, đặt cọc đó, là đây là con dâu nhà tôi rồi đấy, là không ai được nhỏ, có nghĩa là tôi đại xí cái cô này rồi, không ai được đụng vào nữa. Coi như công chứng à. Đúng không, rồi, không có công chứng, chứng. Mình đây là văn bản, không có văn bản. Nhưng mà lúc đó là chú thương cô không? Thực ra lúc đó cũng hiểu được cái hoàn cảnh của cô yeah. phải làm ở nhong ngay cái môi trường như vậy cũng vất vả lắm, phải đi xe đạp khắp cái cung đường trên đê điều rồi dưới chân đê để làm công việc về cái chuyên môn đó, nghĩ rất là thương tội mưa gió, cho nên mà cái hoàn cảnh như thế thì chú cũng rất là thấy thực sự cần thiết với một cái người đầu ấp tay gối cho mình sau này nó gần nhà. Yeah. Tức là cô có công ăn việc làm, yeah. có gọi là có 13 ký gạo, gọi là ngày xưa Quyền Linh biết là ta gọi là bao cấp rồi. Có được 13 ký gạo. Yeah. Cái điều kiện đó là lúc được em 17 ký thì nhà anh mừng quá. Phải đặt ra hàng đầu. Đấy. Nên là thời kỳ đó. Tự nhiên tới đặt cọc người ta công chứng xong rồi bỏ đi. Bỏ đi một năm. Bỏ đi một năm. Một năm sau mới quay về để cưới. Ủa điên năm vậy rồi ở ngoài đó làm sao cô? Thì cô cũng cứ ở nhà đi làm trong, thì giờ coi như là kiểu là Châu đâu có cọc rồi đó, là coi như mình có chồng rồi đó, có chồng mặc định vậy luôn, mặc định như vậy luôn là không được ai đến, mà mình cũng không được quan hệ với ai, chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi. Nhưng chứ mà không mà lúc đó là cô có thương ai không? Cô không thương ai được nữa, lúc đó là làm như là mặc định rồi, mà cái lúc nữa quê nên là nó nghiêm ngặt cũng như không như giờ, đã như thế là đã là gái của chồng rồi. Thì mặc nhiên là mình không được đi đêm, phụ nữ không, hả? Mình không được đi đêm, không được đi chơi thì bời đâu nữa cả, thì chỉ có ở nhà thôi. Còn khi nào mà lúc đó cô cũng đi làm cách 15-16 cây thì thỉnh thoảng về thì là chỉ lên thăm bố mẹ gia đình anh ấy thôi, thăm ông bà nội ngoại. Anh kêu bằng gì? Thì vẫn kêu bằng bác. Vẫn kêu bố mẹ bằng bác. Chứ chưa phải con là con dâu, không thể coi không thể gọi ba mẹ được. Thì về là con dâu, khi nào về làm lễ gia đình. Vậy thì trong suốt một năm đó, từ lúc mà đám hỏi cho tới lúc đám cưới là một năm đúng không? Đúng cô rồi. Chú đúng. Suốt một năm đó là thư từ qua lại thì cô chú viết cái gì cho nhau? Thì cũng giống như thời trẻ bây giờ đúng không? Thứ nhất là chia sẻ cái công việc đang làm, có vất vả không? Anh ở đây xa lắm, anh không giúp được. Thì có những cái tình cảm nói qua nói lại qua lá thư, hỏi thăm sức khỏe đúng không, rồi công việc, rồi cũng cuối cùng cũng có những cái lời nói rất là tình cảm đúng không, anh luôn luôn nhớ em, nhớ về phương xa, đó là cái điều kiện nó xa như thế, mà xa xôi như thế. Nhưng mà có một thời gian thế là cô ở nhà cô làm bên thủy lợi, là cô trực cái kiểu trực chống lụt bão á, hay là phải trực điện thoại này, có tìm mà đê điều ở đâu nó bị hư hỏng là mình phải một là mình phải nhảy xuống mình xử lý, mà không thì phải gọi cho chủ tịch xã các thứ. Thì bắt đầu cô mới ngồi không đi đâu được thì chỉ ngồi trực điện thoại, đâu dám đi đâu, thì ngồi bắt đầu mới nghĩ ra cái là mình phải học thợ may, phải may đồ cho các em bé, rồi may đồ bỏ hàng chợ, tự học may. Thế là ông ấy, anh ở trong Sài Gòn thì anh thấy thương quá, thế là anh ấy mua cho một cái kéo gửi bưu điện, gửi bưu điện về cho người yêu, lúc đó mới gọi là người yêu thôi chứ chưa gọi là vợ được, gửi cho người yêu. Thì xong thế thì ở nhà mới cũng có người nọ người kia bảo là chứ trời ơi, nó trong Sài Gòn nó nhiều bồ lắm, trong đó con gái mất xanh mỏ đỏ nó theo mất rồi, mày ở nhà nó bỏ mày, nó gửi cái kéo về là nó cắt tình với mày đấy. ý người ta nói như vậy đó. Đấy là nó gửi cái kéo mà cắt tình mày đấy, mày coi trường cái nhà bao nhiêu thằng theo mày không theo, mày cứ đợi nó làm gì. Thế xong rồi đến lúc sau này thì xong anh nó gửi thư về, thì anh lại gửi, tức là hai Hoàng Thị Hồng thì ở địa phương thì nhiều cái trùng họ trùng tên thì nó nhiều lắm, thì anh ấy chỉ gửi Hoàng Thị Hồng với cái địa chỉ của địa phương thôi, thì là một cái người Hoàng Thị Hồng nữa người ta lấy cái thư đó đi, người ta bóc. Thế là thì cô lại thấy gửi cái kéo mà sau 3 tháng trời không có thư từ gì, thế bảo là kiểu này là anh bỏ rồi. Thế xong bố mẹ cô thì bảo là không được, tao thích nó rồi là chồng bộ đội các thứ, là chỉ có lấy anh ấy chứ không được lấy ai cả. Thế xong rồi bắt đầu mới bố mẹ anh nó phải xuống với nhà, bắt đầu nghe cái tin vậy, thế là bố mẹ anh phải xuống nhà nói với bố mẹ nhà cô là cái chuyện đấy là thằng An nó vô tư, nó không có vấn đề gì cả, mà nó là có một người trong Sài Gòn vẫn thích nó mà nó không có thích đâu. Thế là xong bố mẹ anh mới xạo cái mà gọi điện cho anh nó, vợ chồng này là về cưới vợ ngay.
về cưới bạn ngay, bố mẹ chuẩn bị xong rồi, về cưới ngay. Cuối cùng anh phải xin phép anh về, anh phải cắt phép anh về. Thì Tết, gần Tết. Tết là anh về, thì cứ 11 anh về. Thì hôm nay cô lại bệnh, cô lại ở nhà. 11 về, thế anh ấy cũng vẫn chưa xuống. Yêu hồi xưa yêu vậy á, không có gì đâu, về cũng không nói cưới, không xin thì anh về. Thế con em anh xuống bảo, cô ơi, à, chị ơi, anh An về. Thế xong mẹ cô bảo là con Hồng ốm ở nhà chứ không, nó đi làm rồi. Thế là xong, mới nghe tiếng ốm là nhà với hối anh nữa là xuống đi xem sao. Thế anh xuống anh ngồi từ sáng đến trưa đến chiều anh về, anh cũng không nói gì, không cưới, không hỏi, không nói cưới, không hỏi nói xin, không có làm lành, không có gì hết. Đến tối lại một đoàn tiếp như cái hôm anh hỏi, lại xuống bảo là thôi thì sang năm là tuổi Hồng không cưới được thì là phải cưới năm nay, sang năm là tuổi Heo, tuổi Hồng không cưới được, cưới năm nay. Thế nhà thế xong nhà thế chết rồi mà anh vẫn không xuống, chú Quyền Linh với là cô Ngọc Lan nha, vẫn không xuống, để bố mẹ xuống với ông bà xuống thôi. Thế xong mãi sau thế bố mẹ cô thì cũng dễ lắm, vì là lúc đó nói chung là cũng là báo động số 1 rồi, cũng là ai muốn rồi. Thế ông bảo là bố cô bảo là thôi mai cưới cũng được. Hôm đấy là 11 rồi, và ông bảo thôi mai cũng cưới cũng được chứ 16 cưới thì lâu quá. Tức là 11 mà 16 cưới là lâu quá. Tại sao thấy anh xuống mà, ủa thế anh cưới ai mà? Anh cưới em chứ cưới ai? Bữa sau anh chả xuống mà từ nhà anh xuống anh cũng chả nói gì đâu. Thế xong thôi mai đi mua đồ. Thế hai vợ chồng là chở nhau đi các nhà 16 cây là mua cái gì, xong 4 năm ngày sau cưới. Trời ơi. Đúng. 16 tháng Chạp năm 82. Nó rơi vào dương lịch là tháng 1 năm 83. 19 tháng 1 năm 83. Cô chuyện tình là như vậy. Cô kể lại thì cô kể trong cái tâm thái rất là vui, mà cô nghe câu chuyện cô cũng rất là mắc cười. Nhưng mà con hỏi thiệt là tâm lý của cô lúc đó nó như thế nào? Chắc là nó có sự rối bời trong đó không cô? Hay là nó có bực bội, nó có khó chịu hay là? Nói thật là cô thì không có bực bội, mà cô cứ nghĩ anh này, tự nhiên cái lúc đấy mình nghĩ thấy thương. Xong mà đi ra đăng ký kết hôn mà cũng không có giấy tờ chứng nhận ở trong đơn vị giấy giới thiệu ra kết hôn. Thế may mà cũng là người trong xã cả, thì xong mấy chú người xã thì bảo là thôi thì còn lạ gì, chúng nó là đứa nào lấy vợ đâu. Mà nhớ mà lúc đấy mà anh có vợ trong Nam thì cô không biết, là cô cũng không biết. Nhưng mà hỏi thật chú, thật ra là cái mà chú về gấp cưới vợ là do ba má chú gọi nhanh về, hay là chú cũng muốn về cưới cô này? Cũng muốn về cưới cô này. Cũng sợ mất rồi. Cũng sợ mất đúng không? Đúng rồi. Lúc một năm nào, chơi. Một năm trời chờ đợi. Một năm đó nhớ cô nhiều không? Nhớ nhiều lắm. Nhớ nhiều bằng hả? Qua cánh thư gửi đi gửi lại. Quyền Linh hiểu rồi đúng không? Có nằm mơ nhìn thấy cô. Con cũng phải nằm mơ chứ. Nhớ cũng nằm mơ chứ. Thấy tuổi trẻ mà. Thật ra đó là sự... đó là có tình yêu xuất hiện rồi. Đúng rồi. Nhưng ngược lại cô nè. Một năm chú đi vậy, cô có thấy nhớ hay là có trong lòng có thấy thương chú hay là gì không? Có chứ, nhớ chứ, nhớ nhiều chứ. Mà lúc nào cũng nhớ, thế mà đi cũng thấy vất vả, trong này cũng vất vả. Mình thì quên, nhưng mà cô vẫn bị nhiều người tác động. Là nó trong Nam nó nhiều gái lắm, gái đẹp lắm, nhưng không gái nhà quê. Nhưng tức mà là chỉ cần một cái lời cầu hôn vậy thôi là cô vẫn nhớ, vẫn thương. Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn phải chờ đợi. Cũng chưa có thư, cũng mong, cũng chờ, cũng như mọi người thôi. Vậy thì hai người bắt đầu có tình yêu rồi đó. Không phải công nhận là thế hệ ngày xưa rất hay nha. Các bà rất hay luôn. Tức là chỉ có một lời ấn định của cha mẹ. Mặc dù có thể là trong cái ngày hôm đó là mình hoàn toàn mình bất ngờ, mình không có một chút tình cảm, thậm chí là mình nhìn ông này mình thấy là còn khó chịu. Đúng nữa. Luôn á. Nhưng mà chỉ cần một lời ấn định của cha mẹ thôi là qua ngày hôm sau là mặc định mình là người có gia đình rồi. Và cái trách nhiệm của một người phụ nữ có gia đình nó tự động nó xuất hiện. Là tự động nó sẽ biết nhớ, biết thương, biết lo cho cái người đàn ông đó. Cũng hay. Hay thiệt. Nhưng mà chú ơi, cái khi mà chú tới nhà đó gấp gáp vậy, rồi tự nhiên đùng cái tới nhà đám hỏi xong cái năm sau cưới ba người đi, cái ba đi ba ngày sau đi, xong rồi tới đám cưới cũng gấp vậy, 15 cưới luôn, có mấy ngày sau cưới luôn. Cưới xong có đi không hay là không? Cưới xong phải được hưởng tuần trăng mật là... tại quê chứ, được đâu phải được nghỉ được phép 2 tháng cơ mà được đăng ký nghỉ phép 2 tháng. Vậy là bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu tình yêu thương nó dồn hết. Đúng rồi. Sao chú, cái bữa đám cưới đó chú, xong rồi tới cái buổi tối động phòng sao chú, hoành tráng không chú? Ôi trời, thơm được. Không được hoành tráng lắm Lan ơi. Ủa? Ủa là dồn nén 2 năm rồi. Đúng rồi. Sao chú? Nó một cái gọi là cái bí mật đúng không? Đó là một cái công việc liên quan, tức là một cái thời điểm đó người phụ nữ có những cái đột xuất trong
Đấy, đột xuất không biết. Dạ. Không ngờ. Đèn giao thông. Đúng rồi. Đèn đỏ. Đèn đỏ. Rồi. Quá trời bao lâu? Mấy ngày thì cũng theo chu kỳ 3-4 ngày 5-6 ngày. Mấy ngày đó thì nôn nao không? Đúng, có nôn nhưng, nao lắm. Nhưng mà nói thật với chú Quỳnh Linh, Ngọc Lan là cô cũng không tức là chưa tiếp xúc với chú nhiều, nhưng mà nói chuyện này rất là vui. Tức là cái hôm mà đêm đầu tiên đó là không động phòng hoa chúc được ạ. Thì mà người lạ, giường lạ, nhà lạ, cô đâu có ngủ được. Thì là nhưng mà lúc đó cô cũng chưa hề hiểu chú nhiều. Nhưng mà xong thấy cái cặp vợ chồng ở bên đường cạnh ấy, đánh nhau huỵch la làng la nước lên. Thế xong hỏi bảo, ôi anh ơi cái gì, cái trộm cái gì. Anh ấy bảo, cái nhà bên kia hai vợ chồng nó quýnh nhau đấy em. Thế xong mà thế đàn ông thì vô duyên, đánh đàn bà thì làm gì đáng cái thằng đàn ông. Thế là tự nhiên cô trong lòng cô cũng thấy mừng. À chắc cái ông này sau này không đánh mình đâu. Mình yên tâm lại một phần. Thế mà đánh chưa chắc lại mình đâu. Không phải con. Mà lúc đây mà đến giờ này là cô nghiệm là thấy đúng cô chú chữ 40 năm. Đến hôm nay là được 40 năm một tháng cô chú chưa hề nói nặng cô lên một câu này. Chỉ nói một câu duy nhất là hồi nữa là cô chú chỉ có một cái xe 50 gọi là xe đam. Xe đam cho mượn. Chú cho mượn mà chú chả biết nó là ai mà chú cho mượn cho 4-5 ngày cũng chả. Đầu cô thì con gái thì cô hay tiếc của thì cô hay cằn nhằn. Xong chú chỉ bảo là em nói nhiều quá, lắm mồm thôi, em nói nhiều quá. Không nói nữa. Đấy là 40 năm một tháng. 40 năm chỉ có một cái lần đó thôi. Là duy nhất. Là chú giận dữ không? Nó giận dữ chứ mấy ngày không nói chuyện luôn. Mấy ngày thôi vì cái xe máy đó là tài sản lúc tài lớn sản lắm. Của lớn lắm Quỳnh Linh ơi. Dạ. Cái thời kỳ 85-86 cái tài đúng sản rồi. Được cái xe gọi là xe đam đấy, ta gọi là cái xe đam ở đây xe cúp 50 cô chú chỉ nói cô một lần duy nhất nặng là em lắm mồm lắm nó ít thôi là vậy là giận. Cô giận cho mấy ngày luôn đến mấy ngày đó rồi chú xin lỗi hay sao không, chú xin lỗi chú phải làm lại. Rồi đám cưới xong chú ở nhà 2 tháng đúng rồi gần 2 tháng rồi chú lại tiếp tục vào Nam làm nhiệm vụ. Để bao lâu thì chú mới về? Thì cứ một năm được về có một lần. Mấy năm trời như vậy. Quỳnh Linh mới là vậy thì có con trong lúc nào? Có con trong cái thời kỳ là cô vào trong Sài Gòn có con. Tức là chưa có đúng không? Đúng rồi. Cô lại mới nói này tức là cô chú cưới xong cái là hết đèn đỏ cái là chú cô có bầu luôn. Cô bầu thì được hơn một tháng thì cô bị hư. Cô bị hư thì cô phải đi cấp cứu trên bệnh viện. Tức là cô cấp cứu cho bệnh viện 2 ngày thì không giữ được. Thì là đúng lúc là chú phải đi. Mà cái lúc đó chú Quỳnh Linh biết, mà mua vé tàu. Từ Bắc vô Nam khó khăn khó cực kỳ luôn. Yeah. Mà đi là 4 ngày 3 đêm mới đến nơi hoặc 3 đêm 4 ngày. Thì cô nằm trên bệnh viện thì cô mới bảo là giờ nằm ở trên đây anh đi thì mình cũng không yên tâm mà anh không yên tâm. Thôi thì xin bác sĩ là lúc nó Quyền Linh với Ngọc Lan không biết đâu có như giờ mà taxi đó là cái võng đấy, cái võng giống trong Nam này xong người ta cho cái cây. Xong hai người một người khiêng trước một nhìn sau xong lấy cái chăn đắp lên đắp trên đấy khiêng cho khỏi lạnh khỏi gió đấy là phải khiêng cô từ bệnh viện về nhà để này ngủ một đêm rồi sáng mai chú đi sớm thì lại qua đầu là khiêng cô tiếp cô lên bệnh viện nằm. Đến mức độ vậy. Gọi là có đứa con đầu lòng. Đầu lòng. Là bị hư xong rồi. Mấy năm sau cô làm cái nghề đó nói chung là nó cũng vất vả đi xe đi cộ về. Chú trong đây về thì lạnh này cho nên là mấy lần sau là cũng vẫn tiếp tục hư. Nhiều lúc cô chán cô đang muốn buông bỏ luôn. Mấy lần luôn cô hả? 3 lần luôn cô. Thế nên là mấy đến năm 87 là cô mới có con. Là cái thằng đầu là giờ là sinh năm 87. Hay là lúc đấy là chú thì lại con trưởng mà cô thì lại con út. Ở nhà thì cô là được nuông chiều, đâu phải làm gì. Thế lấy chú thì chú là con trưởng mà em thì lúc đấy còn 5 cái em nhỏ cả. Vì em giáp anh là cách tới 7 tuổi cả. Nên cô về là cô làm lụng hết cái công việc của nhà chồng. Nhưng mà đến lúc mà bố mẹ anh ấy thì mong có con lắm, để có cháu thích tôi mà. Thế thì cô nói thật với Quyền Linh Ngọc Lan là cô cũng vô đây mấy lần. Cứ Tết là chú anh về thì cô lại vô. Vô thì xong cũng được, xong rồi cũng chán. Cũng nhiều lúc cũng chán, tôi chắc cái này là thôi cho anh đi thì cho anh tìm hạnh phúc của anh không, anh mà không muốn cái gì thì cái không. Khi nào có thì tôi mà không có thì vợ chồng mình cứ sống cái này cũng được. Chứ không em không nặng nề cái chuyện đấy. Thế đến năm 87 thì cô lại với vô đây chơi lần đấy thì lại anh lại xin cho chuyển công tác được vào trong này.
Thế thì bảo là thôi có cũng được mà không có cũng được. Thế cuối cùng là dính bầu cái thằng thằng sinh năm 87 á. Tức là cô đã đề nghị chú như vậy rồi. Đã có mà chú nói không. Chú nói không, chứ cũng khó khăn mấy chú cũng cứ chờ. Nhưng mà hồi nữa là cô đã bị trầm cảm, như giờ gọi là trầm cảm chỉ chết đó. Nhưng mà hồi nữa là chết. Ở quê kia bằng rối loạn thần kinh. Tức là cô cứ thức trắng đêm cả tuần không ngủ. Rồi sau đó cô vào Nam. Cô vào Nam luôn không? Không vào, hồi nãy cũng chưa đang vào để xin xem có chuyển được công tác chuyển vào công không. Tác vào Nam. Thì chuyển được vào cái, thì lúc chuyển được thì là cũng vừa trong đây người ta chấp nhận thì lại cũng là cô bầu cái thằng đầu luôn. À, là làm ở đâu cô chuyển qua công tác cô đó? Cô bầu được 4 tháng thì cô lại visa người Bắc, cô chuyển giấy tờ vô trong Long An. Long An. Làm sở, cái là sở thủy lợi Long An ngày xưa đó. Không phải, làm ở Ủy ban Nhân dân Cần Giuộc Long An, ở phòng thủy lợi. À, nó có phòng thủy lợi. Thế là lúc đấy, ôi giời, chuyện tình của cô chú thì vất vả lắm. Thế xong rồi xuống dưới đấy được bầu được 5-6 tháng thì xuống dưới đấy thì Quyền Linh với Ngọc Lan ở trong Nam thì biết được. Còn cái cầu tổm á, ngày xuống dưới đấy nước ngọt không có, điện không có. Xong rồi xuống ở trạm thủy nông của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc Long An được khoảng 2-3 tuần thì cô với cái cơ địa của cô là không tốt rồi, mà giờ mong mãi với được cô đứa con, mà giờ ở đây đã xảy ra cái gì cái thì mà lúc cô chuyển qua Nam gia đình không cho chuyển. Thế xong rồi cô phải xin nghỉ không lương, cô về trên Sài Gòn để cô dưỡng thai để đến khi sanh cái thằng lớn được 7 tháng thì cô lại bắt đầu phải quay xuống Long An. Hai mẹ con lại cõng nhau xuống dưới đó để làm việc. Trong cái thời gian đấy là cô phải làm đủ các nghề, tức là móc giỏ lên chợ Bến Thành nhận chỉ thêm, móc giỏ làm nghề thêm, rồi móc túi, móc giỏ, móc đan len, bột tóc của đan len, đủ làm đủ móc nghề, tất cả các giỏ đúng là cả công việc gì đúng không? Có bây giờ phải nuôi được cái thằng bé, nhưng mà may được cái là cuộc cuối đời của cô chú, cô chú muốn sẽ chơi cái này để xem chương trình này để cho con cháu nó biết, chứ không nó đâu có biết mình khổ sở thế đâu. Thế là nó cứ bảo là sao cô chú sướng, lúc nào cô chú sướng anh chị sướng thì được rồi, thì anh phải xem cái, anh phải chơi cái chương trình mà chuyện tình trăm năm cho mọi người ta biết, thậm chí Trường Linh biết đâu. Lúc cái thằng năm 87 là cô làm trên Long An, làm ở dưới đấy là ở giữa cái bãi Tha Ma. Đó, cái đằng trước là có hai cái mồ, đằng sau Cần hai cái mồ. Đúng, đúng rồi, Cần Giuộc. Ngay cái sông Cần Giuộc tới bây giờ là vẫn còn còn là gần Tân Tập không cô? Đi qua cái cầu Thìn là tới đó. Tân Kim, cầu Thìn. Qua cầu Thìn xong rồi rẽ bên tay phải đây là cái trạm Thìn Nông, là ở giữa đồng không mông quạnh cho cái sông á. Giờ ngon lắm, giờ đất nó đắt lắm. Có hai mẹ con ở dưới đấy, và ban ngày thì có người, ban đêm mà chỉ hai mẹ con. Thế mà anh đi làm trên Sài Gòn. Chú không có xuống thăm không, cô. Xa lắm, 28 cây số, làm sao đi xuống hàng ngày được. Thứ bảy giờ mới xuống được. Rồi lỡ ví dụ như là những trường hợp em bé bệnh rồi này nọ rồi. Phải đưa sang bệnh viện Cần Giuộc ngay đó luôn, cách khoảng mấy trăm mét là tới bệnh viện Cần Giuộc. Thời tiết đấy rất là khắc nghiệt. Ở đó là ở Ủy ban huyện. Ở đó là trạm thủy, trạm thủy nông. Có nhà riêng không hay là có cái nhà cấp 4 ngay cái rìa bờ sông mà ngay sát bờ là sông là nhà nước cấp cho mình đó không, cái đấy là của trạm thủy nông chứ, của nhà nước chứ, trạm thủy nông coi như mình ở ké thôi. Ở ké, ở còn chú là ở đâu? Chú ở trên quận tư lúc này, lúc là thời điểm đó là ở trường hải quân, nó nằm ở quận tư đối diện với kho năm cả Sài Gòn nhìn qua đó. Nó là 448B Nguyễn Tất Thành, ta gọi là cái trại Minh Thế ngày xưa đó. Chú ở trong trà trong đúng rồi, trong đơn vị quân đội luôn. đúng rồi trong đơn vị quân đội luôn. Chưa có gì hết. Hai vợ chồng có được cấp cho một cái nhà gọi là cái căn phòng 12m2 cho những gia đình có vợ con ở đó, 12m2 trong cái trại. Cô lên là gặp phải đúng không? Đúng rồi, ở trong cái trại đó thì có cái căn phòng bé để cho quân nhân ở thì ở luôn đó. Chú một tuần nào chú cũng xuống thăm cô. Đúng rồi, thứ bảy chủ nhật là phải xuống. Đi xe đạp chứ đâu. Đi xe đạp xuống. Thôi xe đạp 28 cây. 28 cây. Có khi nào hai mẹ con không còn gì ăn không cô? Có chứ, có thời gian lúc đây là còn đang bao cấp, đấy là cái trạm Thìn Nông này là nó thuộc Ủy ban huyện nhưng mà nó lại độc lập kinh tế. Cho nên đi làm thì nó có lương, không có làm thì không có lương. Thì chỉ có cái gạo bao cấp thì lúc hết gạo đi thì có 3 ngày liền là ăn, lúc đang cho thằng bé bú đó, nó 10 tháng, 3 ngày liền cô ăn cái đậu bắp luộc, cái đậu đũa luộc. Thế đến lúc mà anh xuống anh mới thấy nấu cơm ăn có gạo đâu nấu. Anh mới thấy hết gạo rồi, hết đơn gạo, chả còn gạo mà đâu có tiền đâu mua, có quen ai đâu vay. Ở giữa đồng không không phải anh quen ai đâu vay. Thế là anh mới chạy sang chợ mua được mấy cái gạo, thế là về nấu ăn xong sáng mai anh lại về. Chú không có gửi tiền gì cho cô? Không, cũng tiền lương không có nhiều cả. Có nhiều đâu gửi. Nhiều. Trời ơi, mà nay nó sống vậy đó hả?
không mạnh thì cũng lúc nó cũng chưa có lương thì đâu có tiền thì chú cần lên. Còn như, chú cũng không có lựa chọn khác. Coi như cô vào đây chú cũng không bảo bọc được gì hết. Không bảo bọc được. Tức là cô vẫn có lương cái thời điểm đó, chú vẫn có lương. Những cái lương đó ở quân đội bây giờ nhất là nó xíu mà, ít lắm. Nó không như bây giờ đâu. Dạ. Như bây giờ thì lương của quân đội, công an thì nó tương đối khá một chút. Rồi sau đó cái tình trạng đó, anh ở đầu xong em cuối xong thì bao lâu? À đó, cái thời điểm đó là thưa với Quỳnh Linh với Ngọc Lan là khi mà thằng con trai đầu á nó được 2 tuổi thì nó phải về ở với ba, với bố mẹ. Mẹ thì ở dưới đó. Và cuối cùng là thấy khắc nghiệt quá rồi với điều kiện cái trạm thủy nông đó nó xin giải tán hay sao đó. Thì đúng lúc là cô này cũng ý định là cũng xin nghỉ để về ở với chồng ở trên Sài Gòn. Đấy, trong cái thời kỳ mất anh không phải tức là lúc sinh nhật thằng 87 là năm 89 sinh nhật thằng thứ hai thì là cô là bị thần kinh tọa. À, đúng rồi. Thế là cô phải về, thế là về trên này. Và đúng lúc về sinh nhật lần bé lần thứ hai thì bị thần kinh tọa. Thần kinh tọa có những xúc động mạnh liền. Xúc động liền. À. Tại vì lúc đó là em nhìn anh lúc đó là mặc bộ đội sao em kể cái gương mặt bộ đội. Ấn tượng đầu tiên là thấy lúc đó chú Phúc đẹp chứ không có xấu như vậy. Đầu tiên là chú Phúc là da trắng hồng là cô thích. Rồi thì nói thêm chút nữa biết tuổi. Thì ngày xưa đó, là cái tâm nguyện thích đó, là do hồi đó ba ruột của cô Hải đó, là tính tình hài hước vui vẻ lắm à, mà thành ra mới thích những người đàn ông lớn tuổi hơn mình xa xa chút à. Nghĩ là giống ba mình vậy đó thì nghe chú Phúc lớn hơn 8 tuổi là có ấn tượng tốt rồi là gặp ở ngoài cái là thích luôn rồi à, nhưng mà mẹ của chú là đúng đó và nói là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Chính xác rồi. Mới đi bộ đội về mà. Đó, đúng rồi. Tánh khí còn ngang bướng lắm mà. Rồi. Như vậy thì cô cũng đúng với cái tiêu chí đó. Dạ. À, tìm chồng giữa chốn ba quân mà trai khôn tìm vợ chợ đông tây. Rồi à, đó bên đây. Cô nhưng mà lúc đó là cô đã có biết là mẹ của chú là đã ngắm cô từ xa rồi chưa? À, không biết. Chắc biết đâu. Lúc đó là buôn bán với lại lúc đó còn khờ khạo lắm cái hồi đó giờ là chưa biết mối tình đầu mà chắc gia đình cũng không biết luôn á tại vì cũng có lấy mối không lấy mối bộ hàng mối kim chỉ má bán kim chỉ nút à thì bà bán dây thun luồng quần kim chỉ rồi này hả bán bách quá à, bách quá ở chợ Bình Tây tức là cứ vô và lấy hàng vô lấy hàng và chắc cũng có quen thì ra mới mạnh dạn hỏi con bà sao này kia dạ à, không, cơ bản là má hay đi quan sát mấy cái người mà bán hàng mà dễ thương hay ăn nói đàng hoàng tức là muốn kiếm vợ con cái vô chợ kiếm vậy đó vô chợ kiếm mà phải nhìn cái người mẹ đó à, để đánh giá của cô con hay quá đúng rồi cũng hay ha lấy chồng lấy vợ nhìn gia đình đúng rồi mà mình đánh giá dạ. con cái luôn lấy vợ dạ. xem tông lấy chồng xem giống đúng rồi đó. Hay quá thế rồi sau đó trong cái quá trình mà đi tới mua hàng này kia rồi đó bổ hàng rồi đó hai người bắt đầu có cảm tình rồi chú thì dạ. da hồng ha hồng hào dạ. ha rồi cũng đẹp trai ha rồi cô thì nhẹ nhàng nhìn cũng dễ thương rung động liền rung động rồi bao lâu mình bắt đầu mới bắt chuyện thời gian cũng nhanh à trong vòng có mấy tháng à lẹ đến lẹ tại bộ đội lúc đó 34 tuổi rồi mà bộ đội mình chú là trinh sát mà quấn nhanh rượt diệt gọn tiến tới luôn rồi. Cái xong cái nghe em này có cái tính là thích ăn chả lụa vô tình anh nghe được cái xong trên đường đi học về lúc đó đi học sinh ngữ học thêm sinh ngữ để ôn lại yeah. ở đại học khoa học nhân văn cái 8 giờ tối chạy về ghé chỗ Đắc Tô đường Trần Đạo B đó yeah. Trần Đạo ghé mua 100 gram chả lụa vô biểu em đó xong rồi cái nó hôm nào đi chơi với anh thôi chơi tối lạnh lắm đi mua một cái áo gió trời ơi trời tặng em rồi tâm lý quá đi bằng cái gì đi xe đạp đồn dông hay là gì? Hay là ngồi ngồi ở trước, trước. Cô ngồi trước, cô ngồi trước. Dạ, à. Đào mông chết luôn. Đào lắm. Không ngồi ngang gì đâu không có đau. Đó. Xương nhiều nữa chứ không có thịt phải mập như con có thịt thì đỡ đau. Thì 2 năm sau là năm 1986 là bắt đầu cưới. À. Chú lấy cái chọn cái ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật bác. Làm giấy đi đăng ký kết hôn. À. Dạ, 10 ngày sau, 29 tháng 5 1986 cưới. Cưới luôn. Tổ chức cưới. Ủa gì đơn giản ta?
cứ vợ chỉ có cái 100 gram chả lụa vậy. Cái áo gió. Cái áo gió là thấy cảm tình liền rồi. Cô ăn cái 100 gram chả lụa đó. Ăn hạnh phúc lắm á. Trời ơi, cái áo mặc vô chắc ấm dữ lắm hả cô? Tối nào đi cũng bận, tại hay bị lạnh. À. Hay bị lạnh lắm, đi dựng ở ngoài gió, sương gió. Xong rồi đi có xin phép ba mẹ không? Hay là... Dạ có chứ. À. Ba mẹ của cô là khó à. Tính theo bà già xưa đó. Là khi mà bạn bè quen nhau đó là không có cho đi chơi nhiều, đi là chỉ chở đi dạo vòng thành phố chơi thôi. Nói là con gái mà chưa có gả đó, cho nó đi chơi rủi nó hư, không ai cưới. Để nửa chồng nó cưới về, tự chồng nó dẫn nó đi chơi. Từ câu đó. À. Thôi không chở nữa, vô nhà. Vô nhà ngồi chơi. Vô nhà ngồi chơi. Nhưng mà cô ơi, lúc đó cô thích cái 100 gram chả lụa với cái áo gió hay là thích chú nhiều hơn? Thích chú nhiều hơn chứ. Là tại vì cô suy nghĩ là lúc đó chú mới đi bộ đội về, việc làm chưa có, cô không có đòi hỏi. Không có nói là anh mua bông hoa tặng em, mua kẹp, mua mỹ phẩm thì cái tính cô cũng đơn giản. Thành là chỉ là thích cái đó vậy là chơi nói chuyện đó, thôi. Chở đi xe đạp đó. Đi xe đạp. Nắm tay rồi ôm sau lưng này. Chú ôm thôi. Cô vịnh chắc luôn xô té. Chú đang ôm thì cô phải vịnh lái. Vậy đó hả? Đúng rồi. Chứ cũng nghiêm túc chứ không có dữ dội gì đâu. Đụng chạm rồi. Cái xe đạp cuộc nó hay lắm, đồng dông hay lắm. Hay lắm. Cô gái ngồi phía sau, xong rồi cô chàng trai cầm cái dông giả bộ ôm ôm. Giả bộ. Xong rồi gió gấp được. Hắn gấp cái không lẽ cái xe đạp không chú? Không có đâu. Không có hả? Không có đâu. Đi đâu chú? Trên đường Lý Tự Trọng. Chạy vòng vòng chơi thôi. Cừu để giờ là Tôn Đức Thắng. Chỗ đó vắng. Có hùng vắng rồi có lén lén hùng không? Có đâu. Có mà, anh nhớ có đâu. Em nghiêm túc đâu, không có vụ đó đâu. À, chưa rồi. Là coi như là không có đúng không? Có đâu. Chắc con nắm tài. Nắm tài thôi. Nắm tài thôi. Mà đó hiền lắm. Mà đó bộ đội sao mà hiền quá trời hiền luôn. Là chính từ cái việc đó mà mẹ tin tưởng, mẹ vợ tin tưởng. Rồi mấy tháng bắt đầu mình hỏi cưới. Cưới luôn. Cưới gấp luôn. 85, 86, 84, 85, 86. Cũng coi được cái tuổi, cái năm á, cái hộp á, thì mới cưới. Thế thay 86 là cưới luôn. Mẹ mà lúc đó là đang làm là ở bên nhà văn hóa 16. Nhà văn hóa 16, năm 85 là cưới chắc mời hết cái chợ Bình Tây luôn nha. Mà má cũng có bệnh, cũng gói ghém. Chứ mà làm cái thời lúc đó còn khó khăn mà, chưa có thoải mái lắm. Chứ những người bán chợ Bình Tây là khá lắm á. Dạ. Chợ lớn mà. Chợ lớn. Nhưng mà lúc mới đó, thật ra là không biết làm gì. Chạy ra bán chờ chạy ha. Dạ. Sao dần dần cái nhà nước mới cho một cái sạp đó. Bây giờ bán thì vốn liếng cũng không có bao nhiêu. Thành ra từ đó là cái tinh thần là hai nhà tiền bạc không có nhiều. Dạ. Hùng á, má làm má, lớn quá thì tăng gánh nặng má cho bên nhau này đó, thì hai nói bên rằng là hết. Phải có cái phòng đi, không cho con gái làm dâu. Nếu mà chạy được lo được kiếm con xây được một cái phòng. À, cái nhà tức là điều kiện cưới là phải có cái phòng nhà đó, là có chỗ ở riêng. Ờ, bà già hút về mới nói với ba với má, ông ấy nhà còn ở phía sau có miếng đất trống đó mà đang là cái ao nuôi cá. Ông má cho con lắp ao, con xây nhà cưới vợ đi, nó mày làm được tao cho. Rồi kêu cát về gánh đổ cái ao 5 thước 17 thước. Cũng ngon à. Ôi cái nhà đó, cái ao đó mà để tới giờ là ngon. Cái ao đó là dữ dội lắm. Ở đâu chú đó? Là cái nhà quận 7, quận 7, Trần Sơn quận 7. Trời ơi, nói gì nữa trời. Rồi xong lắp ao rồi, xây nhà lên nhà có 4 thôi, nhẹ nhàng thôi. Lúc đó mình thấy là ba má lo lắm. Dạ. Mình không biết lo là cái gì. Cho đến lúc đám cưới xong, ba má nói thiệt. Ba má hết tiền. Con lấy tiền cưới mà con trả tiền hình, trả tiền tiệc nha. Phụ ba má hết tiền rồi. Trời, thấy thương quá à. Cái xong nói với bà xã, thôi em, tiền cưới mình đưa cho ba má thanh toán cho nó xong hết đi. Tức là từ lúc đó đã không còn tiền. Cưới xong rồi không cưới tiền. Cưới xong là trắng tay đó. Má vợ cho ba má ruột cho xong thanh toán tiệc tùng rồi xong hết. Đúng nghĩa là trắng tay. Dạ. Nhưng cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật. Trời ơi. Đi bằng cách nào? Đi xe đạp. Đi xe đạp. Xe đạp chạy xuống Cần Giờ. Hai chồng đạp toàn ten xuống, vợ ngồi trước, chồng sau. Cũng xe đòn dông luôn hả? Xe đòn dông luôn. Trời không, ơi, mà em ngồi đừng... sau, không phải ngồi trước. Ngồi sau để hai người cùng đạp. Đúng rồi, chứ. Dướng. Chứ sao mà ngồi từ đây Cần Giờ mà đi. Có đường, mình ngồi, được, ngồi, có đường đoạn nào mình để ra sao? Ngồi mà đạp đây Cần Giờ cũng mệt mỏi lắm mà nha. Quãi vô cùng, tới cầu dần xây. Nó đang xây dần dần. Thì tới đó là muốn quay về rồi đó. Không qua phà được.
hết giờ rồi, hết giờ có phà rồi. Thôi về, lúc đó cũng trưa rồi, mà ở tới chiều thì ngủ ở đâu? Dạ. Thôi về em ơi, về, bắt đầu trên đường về, chạy, mưa tầm tã luôn. Hai chồng đạp mà cái xe nó cứ ở chỗ, nhích chỗ, nhích chỗ. Trời ơi, cả tiếng đồng hồ mới về tới phà Bình Khánh. Một cái tình, một cái gọi là ngày trăng mật, ngày trăng mật. Dập mật luôn. Gió bão luôn. Cô, nhưng mà lúc đó cô chạy xe thì cũng không nổi, mà muốn đi chơi đi cũng không được. Lúc đó cô có cô buồn không cô, hay là đạp xe trong mưa mà cô cảm thấy hạnh phúc? Không, cô không có buồn đâu. Trời, ta mới cưới nhau. Ta hạnh phúc, ta nôn nao chứ. Cưới xong rồi mới thấy là trời sao cực quá trời đó. Chưa thấy cực, lúc đó còn đang hưởng cái còn sự... đang mê mẩn hả? Hạnh phúc, còn đang mê mẩn lắm. Lúc đó chú đẹp trai mà. Lúc đó khó lắm. Thôi phải ngồi khi sao nào... trai đẹp cũng được. Đúng rồi, có khi nào mà có đứa con rồi chở kiểu đó mới mệt. Nhưng mà với cái náo nức cưới vợ vậy chú, với lại đây là coi như mối tình đầu nữa. Còn chú là mối tình đầu hay là... Mối tình thứ mấy rồi chứ? Thứ mấy rồi không biết nữa. Vậy đó hả? Thì đó, trước đó có quen cô tuổi Hợi mà má không cho. Trước cô tuổi Hợi nữa là còn một vàng nữa. Một vàng nữa đó hả? Một vàng nữa. Ôi là trời. Trời ơi, chú ơi, rồi đám cưới là có vàng người yêu cũ đi đó. Có. Mai có ghé. Cô nàng đó tên là Mai. À. Có ghé. Có ghé luôn. Ghé mấy lần luôn. Có dắt con không? Dắt con. Cô có... Ủa dắt không, con hả? Có dắt con ngủ lại chơi. Cô đó có gia đình khác. Rồi ghé cô có... Cô thoải mái lắm. Tại vì cô suy nghĩ vậy nè, người này đã chọn mình, tức là không còn quan hệ với người kia nữa. Việc gì mình thấy ghen cho nó mệt vậy. Trời ơi, thấy không hay không? Đúng rồi. Người ta tin tưởng vậy, tự tin như vậy đó. Chứ muốn làm gì phải ghen, đúng không? Người ta tới chúc phúc chứ không phải là tới là để tại sao anh không lấy tôi mà lấy cô này. Thì lúc đó mới có chuyện. Để chúc phúc xong tối, đám cưới xong mở cái thử cái người yêu cũ đi nhiều. Coi như là háo hức là... đêm gọi là đêm tân hôn đó. Đêm tân hôn nó dữ dội như chiến tranh. Trời ơi, mệt lắm rồi, đồ đạc rồi, lượng sắp là xếp chuyện lạc vặt lo đám cưới luôn, hai chồng lăn ra ngủ luôn. Trời, không có háo hức gì chứ không háo hức tại luôn. Vì không có đãi của nhà hàng gì hết á, mướn về nhà. Cho nên là cuối buổi là phải cô dâu phải thay đồ ra phụ dọn dẹp, trả bàn trả ghế chém bát chứ đâu có đêm tân hôn mà nay đang ngủ vậy đó, mà nay đang ngủ đâu có thảnh thơi sao vậy, xong rồi khỏe khỏe rồi bắt đầu mình mới làm một đêm một đêm thôi, mấy ngày sau mới tấn công, mấy ngày sau mới tấn công. Chuyện đó là cái chuyện đòi hỏi cần tới em ơi đó. Rồi xong khoảng thời gian tăng mật đã xong, tới cái phần làm dâu để thấy dập mặt đó. Không, ba má chồng cô tốt lắm. Ba má nói một câu, tao không có làm dâu, không cho làm dâu. Bếp gạo nồi niêu xoong chảo má đem qua nhà hết, củi nữa thời đó chùm củi, tự sống đi hai chồng, tự sống như cái ao là có tụi bay đó, tụi bay không làm gì làm đúng không, cái ao lên cái thành cái nhà rồi. Tại vì nhà còn mấy người em của chú Phúc là chưa có lập gia đình, cho nên là tách riêng ra vậy thì nó không có đụng chạm ai hết á. Hay quá. Chú Phúc rất mừng là ở chỗ rằng là cô này được ở riêng, hai chồng tự sống. Nhưng mà chú là con cả hay con thứ mấy? Con thứ tư. Vậy nhưng đó. mà hai người trên là chị biết gái. Rằng là bà xã mình không có giỏi vấn đề làm dâu, không có giỏi gì nội trợ, cô là gái Úc nên không có khéo trong nấu nướng. Phú mới xin má cho con 3 tháng huấn luyện vợ sẽ làm dâu tốt.